Ở đây có những vị nào mà ngày xưa thật là nóng tánh mà nhờ nghe pháp riết mà bớt không? Có. Đó. Thì bây giờ mình phải làm gì? Chư Phật ba đời đồng khen chuộng, mười phương Bồ Tát chung tin tưởng. Tất cả chúng ta tu, không ai tu mà ngoài tâm mà tu được. Ngày xưa tâm mình dở, nhờ tu mà tâm mình thiện. Cũng cái tâm đó thôi, cũng cái tâm đó chứ không có khác. Nhưng mà ngày xưa tâm mình dơ, nhưng mà nhờ mình mỗi ngày chùi riết thì cái tâm mình nó sáng. Tâm mình như một tấm gương, để lâu ngày thì bụi nó bám, mà bây giờ nhờ pháp của Phật như là cái miếng vẽ, nó lau cái bụi đó cho cái gương nó trong. Mà gương trong thì Phật phải khen, Bồ Tát phải chung tin tưởng chứ, tại sao lại phải chê? Thấy cái đó không? Cho nên cái ông thiện trụ đó, ông trả lời với thiện tài đồng tử. Thiện tài đồng tử nói: cư sĩ ơi, cư sĩ tu ở chợ sao, chỉ cho tôi tu với, tôi thấy ông tu giỏi. Dạ tôi không có tu gì hết, tại vì thầy của tôi dạy tôi phải trụ trong tâm thiện tâm lành. Người ta trả giá tôi bán không được, tôi nói dạ không được. Mà người ta có bỏ đi tôi không chửi bới, tôi không phun nước miếng, tôi không chề môi, tôi không chửi bới. Đối với người mà nóng tánh thì tôi lại nhẹ nhàng, đối với người ngôn ngữ mà quá nặng nề thì tôi lại từ tốn. Đó gọi là đối trị. Và có đôi khi mình phải làm gì nữa? Trong cuộc sống của chúng ta, đôi khi sống ở ngoài bán ngoài chợ, có đôi lúc bán người này mình lời nhiều, nhưng mà bán cho người kia mình lời ít. Bù qua sớt lại, cốt là bán được cho người, mình cũng bán được món quà mà người ta cũng vui vẻ để người ta mua. Đó là cái nghệ thuật làm ăn. Có đôi khi cái người mình gặp cái người ta mua dễ, mình nói 100 người ta mua 100, mình lời. Nhưng mà đôi khi mình gặp cái người ta mua khó, ta kèo này thêm 30, thôi kệ, lỗ không có lỗ nhưng mà không nhiều thôi, lời cũng nhiều thôi, bù qua sớt lại. Có phải không? Được như vậy thì chúng ta gọi là tu chợ. Mà thế nào mà chúng ta được tu chợ? Bởi vì chúng ta đã từng về chùa, chúng ta tu chùa. Thế là bây giờ quý vị đừng có lầm cái câu thứ nhất là tu tại gia, thứ hai tu chợ, thứ ba tu chùa. Cái đó là ba chỗ để tu, chứ không phải là tu ba giai đoạn. Quý vị nhớ không? Tu đó là ba chỗ để mình tu. Ví dụ bây giờ quý vị ngồi đây là quý vị tu gì? Tu chùa. Lát nghe giảng xong ra mất đôi dép là tu gì? Tu chợ. Tu chợ. Rồi mà mình đi chùa mà mình đi nghe pháp, mình nói với người nhà là tôi đi tới 8 giờ tôi về, mà ham chụp hình quá tới 9 giờ mới về tới nhà. Rồi cái thì người nhà mình căng nhăn. Mà nếu mà mình dằn mâm sáng chén nó làm như vậy, tôi đi chùa tôi tu chứ bộ tôi đi đâu sao? Thế thì không phải tu nhà, phải không? Mình hẹn người ta 9 giờ mà 8 giờ mình về trễ thì lúc đó mình phải tu nhà, phải thực hiện sao người ta biết là mình mới đi nghe pháp. Còn mình cãi lại ta nói bộ bà mới đi nước pháp chứ không phải là đi nghe pháp. Quý vị hiểu ý không? Rồi đi qua tới cái người, một người khác nữa, gặp một ông trưởng giả. Mà trưởng giả là nhà giàu phải không? Trưởng giả nhà giàu. Trong kinh đó, định nghĩa chữ trưởng giả có ba nghĩa. Nghĩa thứ nhất, thường thường mình nói trưởng giả là gì? Giàu. Thứ hai là sao? Tuổi lớn. Nhưng mà phải đủ ba điều kiện này mới gọi là trưởng giả nè. Giàu có là một, cao tuổi là hai, đạo đức phải có. Có nhiều khi giàu, già, nhưng mà cái kia nó không có thì chưa được gọi trưởng giả. Hiểu không? Đạo hữu nói đại gia. Mà ở đời đại gia cũng nhiều mà đại bác cũng lắm. Rồi cái ông trưởng giả này á, ổng gặp thiện tài đồng tử. Rồi thì sau khi từ giả cái vị mà bán chợ rồi, học được rồi,
Thì bây giờ ông đi ra ông gặp một người già giàu, thì lâu nay trong tâm mình nghĩ nhà giàu là thường là không có đạo đức, cũng chưa chắc. Thì lại gặp ông nhà giàu, ông hỏi đạo hữu, ông trưởng giả ơi, ông tu làm sao, ông chỉ cho tôi tu vậy. Thường thường á, ông này mới nói tiểu phú là do cần, đại phú là do thiên. Tôi sở dĩ mà một cái small business mà có là tại mình cần kiệm mình để dành. Còn mình giàu có thiệt lớn là do mình sao? Mình được cái phước. Thì ông này mới nói thật sự tôi nói cho thiện tài đồng tử nghe, cái phước mà tôi có đó, thứ nhất là tâm tôi được an vui. Bây giờ quý vị nghĩ coi có phải là cái đó là cái phước không? Nhiều khi mình giàu mà tâm mình không vui, ăn cơm mà chan nước mắt, đếm tiền mà ngồi ngủ gục. Bây giờ nó mệt quá, cả ngày bán, trời, tao vô là hốt, vô là hốt. Về tới nhà gục lên gục xuống mà đếm, khổ lắm. Cho nên á, nếu như mà mình sống trong đời sống này, có khi người ta nghèo nhưng mà tâm người ta vui, ta an lạc. Vậy thì bây giờ nếu như mình giàu, đó là cái phước vật chất. Đây là cái phước giàu mà gọi trọn của mình đó. Giàu của rồi nhưng mà tâm mình cũng có phần an lạc, thì biết đó là phước. Còn nếu như mình chỉ có tiền của mà tâm mình thiếu an lạc, thì mình biết rằng phước đó chỉ một phần thôi. Phước ở một cái phần vật chất mà thiếu cái phần tinh thần. Quý vị thấy được điều tôi nói ha. Mà khi mà thân mặt vui rồi thì cái gì nó khỏe? Cái gì khỏe? Thân nó khỏe. Bởi vì tâm mà vui thì mình không có rầu, mà không rầu thì ít bệnh. Người mà bị stress nhiều mà không nói ra được, uất ức nhiều, lâu ngày nó thành ra những cái khối u trong người, nó dễ sanh bệnh. Người ta kêu là tâm sầu là bạch phát, tâm mà buồn rầu thì tóc mau bạc. Cho nên các thầy tu á, tuy không có nhà, có cửa, không có vợ, có con, không có gì hết mà tâm an. Mà nhiều khi mình qua Ấn Độ mình thấy những người nghèo rớt mồng tơi, nhưng mà họ là người khỏe. Còn mình bây giờ đủ thứ mà mình lại là người không khỏe. Tại họ không có gì hết giữ gì, còn mình có mình mới giữ. Cho nên ông trưởng giả mới nói với thiện tài, tôi là người giàu, nhưng tôi nghiệm lại lời Phật dạy, tôi thấy tôi có 5 cái phước. Một là tâm tôi an, hai là thân tôi khỏe. Mà hai cái này nó liên hệ. Hễ thân mà an thì tâm mà an thì thân khỏe. Có nhiều khi ngược lại, thân bệnh mà tâm khỏe. Tại sao? Tại vì cái tâm á, nó biết quán. Thân này là tạm, có thân nên khổ vì thân. Cuộc vui những ước vô ngần, nào hay vui vẫn là nhân chát sầu. Nhiều khi á, mình đang vui đây, nhưng mà nó lại là cái nhân của đau khổ. Thấy rần rần hợp mặt vậy chứ đâu có ai biết là sao một cái đó là chi phí lớn. Cho nên nhiều khi cái bậc trí người ta nhìn cái đó, người ta thấy được cái quả ở sau. Cho nên duy ma cật, thân bệnh mà tâm không bệnh. Rồi tâm vui thân khỏe. Rồi, thứ ba là gì? Cái nhận thức không sai lầm. Thế nào là nhận thức không sai lầm? Nhận thức không sai lầm tức là mình có cái trí tuệ, có cái nhận biết không có sai. Pháp Hòa ví dụ vậy nè, Phật tử mình mà thắp nhang đó, ai thắp một cây ngay bằng Phật rồi, mình vô chùa đông quá mình khỏi thắp, mình lại Phật được rồi. Không nhất thiết mình phải thắp thêm cây hương nữa để coi như là Phật chứng biết cho mình. Mà lỡ mình thắp cây nhang mà cái nhang nó có công á, cũng vui bụng vậy được rồi, đừng có la lên trời ơi Phật chứng. Phật không có chứng mấy cái vụ đó đâu, bởi vì Phật đâu có rảnh.
Trời ơi, bỏ bỏ cung vàng địa ngọc, bỏ hết để đi tu, để coi ngồi chờ coi đứa nào cúng nhang, nhờ coi có ai cúng nhang cho nó công công chơi. Phật đâu có rảnh làm chuyện đó, cho nên mình nói vậy tội Phật. Cho nhận thức phải cho nó đúng đắn, hiểu ý không? Rồi bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ, bây giờ quý vị mà làm cái gì mà được thành tựu thì tự biết, do tâm mình thành, do phước mình có, do nghiệp mình giảm, do mình tu, chứ không có ai ban phát gì. Mà nếu mà thật sự Phật có ban phát là ban phát cái gì? Ban phát cái giáo pháp cho mình, để mình ứng dụng, mình tu rồi có kết quả tốt. Đi ra đường, tấp vô cái chỗ đậu xe, thấy cái cây tiền á, còn dư đâu được đồng, đậu được tiếng, trời ơi mừng ghê, mà còn la nó, trời thấy không, Phật độ. Trời ơi, dư con đồng bạc mà Phật độ, Phật đâu ngoài đường mà độ mình. Quý vị không, Phật không có độ mấy cái vụ đó. Người ta hiểu đạo chưa có sâu, chưa thấu, ta nói thì thôi không sao. Mình Phật tử thuần thành, nghe pháp nhiều rồi, đừng có cho Phật độ mới có tội Phật. Rồi, hứa ăn chay, tuần lễ đó quên không ăn, phát cái nó nhức đầu. Cái tới hồi nhớ chực lại, cái nó, trời ơi tôi hứa ăn chay mà tôi không ăn á, bởi Phật quở nhức đầu suốt tuần. Phật đâu có rảnh mà ghi sổ mình có ai hứa ăn chay tuần, ai hứa cúng 50. Không có. Cho nên khi mình không có cái nhận thức sai lầm về đạo thì chúng ta tu nó mới bình an, không có sợ sệt cái gì hết. Trời ơi, cái gì rồi cũng sợ. Sợ tụng kim cang nóng tánh, sợ tụng pháp hoa nhà lục đục, rồi sợ tụng địa tạng thì nhà có vong linh nó vô. Rồi sợ, còn có vụ này nữa chứ, sợ mở máy niệm Phật ban đêm. Tại vì mở máy niệm Phật mà ở đâu mà có tiếng niệm Phật, lỡ có ma quỷ nó tới đó. Tiếng niệm Phật mà không mở rỉ rả cả đêm, mà cứ mở những cái bản nhạc tình sầu đứt ruột cả đêm, rồi ai vô? Anh ơi lâu đài tình ái đó, chắc không có trên trần gian đâu. Ôi cha, rồi không lẽ cứ rỉ rả cả đêm hát cái đó hoài? 10 năm không găm tường tình đã cũ. Rồi hết cái bản này, cái bắt qua bài kia. Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng cô đơn. Rồi không lẽ vậy cả đêm cái đó yên. Mình bây giờ quý vị nghĩ, mình mở máy niệm Phật ban đêm ở nhà với mở cái rỉ rả suốt đêm đó, cái nào nó hơn? Thì tại bây giờ, dù bây giờ quý vị có mở máy niệm Phật cả đêm, có mở máy nhạc cả đêm, có tội không? Không có tội gì hết. Thế thì tại sao người ta mở máy niệm Phật là mình là không chịu? Rồi Pháp Hòa nói này nữa, còn giờ không? À không còn cũng nói. Người ta đi hành hương, ta đi hành hương Ấn Độ, ta đi hành hương chỗ này chỗ kia, mình không đi mà mình lại nói những người hành hương là tổn phước. Nói nghe có lý không? Rồi bây giờ Pháp Hòa ví dụ nè. Mình đi làm, một năm mình lượt một tháng vacation, nghỉ lễ, để dành tiền mua một cái vé đi qua Âu Châu chơi, đi tàu, đi ăn, đi chơi, đi nhảy đầm đủ thứ hết. Có ai nói mình tội không? Tại sao bây giờ một cái người, người ta làm cực khổ, ta để dành tiền, ta có một tháng, người ta đi lễ Phật chỗ này, ta đi thăm chùa chỗ kia, ta làm vậy, rồi mình lại cho người ta tổn phước, mà mình đi chơi nguyên tháng không ai nói gì hết. Cho nên mình phải có nhận thức cho đúng. Mà nhận thức đúng thì không bao giờ mình, người ta, cái người ở ngoài đạo, người ta không phải là cùng đức tin với mình. Người ta phỉ báng mình, người ta chê bai mình, mê tín thế này, dị đoan thế kia, là tại vì mình không có học Phật, mình không có hiểu rõ cái đạo lý, mình không có hiểu rõ đạo lý, cho nên mình mới là như vậy đó. Cho nên người ta nói ra cái gì mình cũng thấy có lý hết.
Rồi mình còn khen người ta hay nữa chứ. Cái đó không phải người ta hay mà mình dở. Mình dở là của mình mà mình không biết. Cho nên cái ông cư, cái ông trưởng giả này, ông nói tôi tuy giàu đó, nhưng mà tôi thấy tâm tôi an, thân tôi khỏe, mà tôi còn có chút thời giờ tôi nghe Phật Pháp để cho trí tuệ tôi nó phát sanh. Mà thưa đại chúng, khi mà trí tuệ phát sanh, nhận thức đúng đắn, mình không có những cái nhận thức sai lầm, thì có phải là mình có những người bạn tốt không? Cho nên trên đời này, một cái quý là mình có được bạn lành, bạn tốt. Bạn lành là như thế nào? Chúng ta gọi là thiện tri thức. Thế nào là thiện, mà thế nào là tri, mà thế nào là thức? Tri là cái người biết mình, thức là cái người hiểu mình. Nếu người ta biết mình mà người ta hiểu mình, và người ta hướng dẫn cho mình tốt, thì gọi là thiện tri thức. Nhưng nếu người đó biết mình mà hiểu mình mà lèo lái cho mình đi tới cái chỗ sai, thì cái đó gọi là gì? Ác tri thức. Pháp Hòa ví dụ, cái người đó biết Pháp Hòa từ nhỏ tới lớn, biết mà, hiểu tánh Pháp Hòa là nóng, cho nên á, đụng chuyện là chọt vô, cho cái Pháp Hòa nóng tánh lên, bực bội la hét lên, chửi gia đình, mắng gia đình, thì cái này cũng là tri thức, nhưng mà là gì? Còn nếu như á, mình hiểu con mình thương, mình biết anh mình hiểu anh mình có cái tánh hay nóng, thì mình không bao giờ dám nói những cái gì, hoặc là muốn nói thì lựa lời. Một câu chuyện nó xảy ra như vậy mà phải suy nghĩ nói làm sao để người đó dễ tiếp nhận mà không có nóng tánh. Có nhiều khi trong cuộc đời á, mình muốn nói với người thân của mình một câu chuyện mà mình phải suy nghĩ dữ lắm, không biết nói làm sao để cho má đừng có buồn, ba không có hiểu lầm, anh em không có hiềm khích với nhau. Bị gì nói không khéo là đổ vỡ hết. Mà tại gia đình mình là ai cũng nóng. Đó, cho nên tri là người biết mình, thức là người hiểu mình. Mà biết mình, mà hiểu mình, mà chỉ cho mình đi thiện, gọi là thiện tri thức. Quý vị có thấy ở trên đời có những người mà người ta xấu tánh đó, ta biết người đó là ta chọt, ta làm cho người đó càng ngày càng hư lên. Cũng có chứ không phải không. Rồi cũng có những người người ta hiểu cái lành tốt, ta cố gắng ta giúp. Bốn cái tốt rồi, bốn cái phước rồi. Cái phước thứ năm là gì? Tiền của có, và những cái gì mình quyết định nó rất là đúng đắn. Khi mà trí tuệ nó có rồi thì sự suy nghĩ của mình nó chín chắn, và mọi quyết định của mình có cái chiều sâu, và cái phần đổ vỡ nó bớt lên. Cho nên á, giàu có là cái phước, đó là phước tiền của. Nhưng nếu chúng ta quán lại, mình giàu có tiền của nhưng tâm hồn mình an vui, thân thể mình còn khỏe tốt, mình có bạn lành. Bạn lành đây là gia đình mình, người thân mình, cũng như những người bạn mà mình giao tiếp hàng ngày. Và hiểu biết của mình không có đến nỗi sai quấy, thì mình biết mình là người có phước. Vậy thì thưa đại chúng, trí tuệ là nhân, phước đức là quả, lành tốt là hành. Hồi nãy mình nói đó, nhân, quả, hạnh. Cái cách mình tu theo Kinh Hoa Nghiêm đó, nhân quả hạnh. Mà ở đây trong cái phẩm mà gọi là ông thiện tài đồng tử cầu đạo ở nơi một cái vị trưởng giả đó, thì cái vị trưởng giả này nói là có trí tuệ, có phước đức, có lòng tốt. Nếu ai đó quán chiếu mà thấy rằng tâm mình có lòng, có mình luôn luôn có cái tâm tốt đối với mọi người, quý vị đừng có buồn. Thí dụ nói trời ơi, tôi tốt cho mọi người mà không ai mà nhận ra cái tốt của tôi. Tôi gặp những cái điều xấu, tôi gặp những cái điều mà người ta hại mình á, quý vị đừng có buồn, mà quý vị phải vui là tâm quý vị luôn luôn có lòng tốt. Ở đời này á, mình kiếm cái tâm tốt rất là khó, mà mình tìm cái tâm xấu rất là dễ. Cũng giống như á, mình kiếm, mình làm cho người ta thương thì khó, mà người mình muốn chọc cho người ta ghét dễ. Vậy thì bây giờ thưa đại chúng, mình quán lại, mình có trí tuệ không?
có không nhiều mà ít nhiều gì cũng có trí tuệ. Mình có lòng tốt không? Mình có phước không? Có. Ai nói không có là không đúng à. Có chứ. Có phước mới ngồi đây nè. Biết thân là giả nhưng không có nghĩa là mình hủy thân. Biết thân này một ngày nào rồi nó cũng ra tro, nhưng không, từ đây cho đến ngày nó ra tro chúng ta không được quyền hủy nó. Nó bệnh thì phải uống thuốc. Uống để làm gì? Uống để hết bệnh. Hết bệnh để làm chi? Để mà sống tốt, sống lành, sống mà làm lợi, chứ không phải để rồi để không đó. Rồi cũng không thể thấy cuộc đời mình đau khổ nhiều quá rồi tự vẫn chết. Nếu vậy là mình phải chết từ đầu rồi. Tại vì từ nhỏ cũng đau cũng khổ dữ lắm rồi. Cho nên nếu có khả năng, có cái gan, có cái gọi là mình dám tự vẫn, thì tại sao không dám sống? Nếu mà dám chết một cách nghĩa là đau khổ thì mình phải dám sống. Vậy thưa đại chúng, đừng có hiểu lầm. Đạo Phật dạy vô thường, vô ngã, tối ngày cứ nói những cái đó rồi cái mình nghe mình buồn rầu, đi tới đâu cũng không muốn làm gì hết. Thôi ăn chi, ăn cũng chết. Bệnh uống thuốc chi, uống rồi cũng chết. Đâu có thể nói vậy được. Cho nên mình hiểu Phật mà chưa có thông đó, thì cái giải nó chưa tới. Mà giải chưa tới rồi là đi giải kiểu vậy đó. Người ta tụng kinh Địa Tạng, biểu đừng tụng Địa Tạng. Hỏi sao vậy? Tụng Địa Tạng chiêu âm binh vô nhà. Người ta tụng Pháp Hoa, nó đừng tụng kinh Pháp Hoa. Tụng kinh Pháp Hoa ở nhà lộn xộn xào xáo lắm. Ta tụng Kim Kim Cang, nó đừng tụng Kim Cang. Tụng Kim Cang nóng tánh lắm. Nói những cái đó nó không có đạo lý gì hết. Mà nếu không muốn nói, nếu mà nói cho đúng ra cái cách hiểu như vậy đó, nhà Phật gọi là gì? Nhà Phật chúng ta gọi là gì? Không phải mê tín, tà kiến. Trong cái 10 cái cách mà làm cho mình gọi là khổ lụy đó, thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ, giới cấm thủ. Cái thấy của mình không mà năm loại. Thân kiến là mình thấy sai về thân. Thân này là giả thì mình cho nó là thật. Cái mà thiệt thì mình cho là thật, à là giả, cái giả mình cho thật. Thí dụ cuộc đời này luôn luôn thay đổi thì mình lại cho nó là cái không thay đổi. Gọi là thân kiến, thấy sai về thân. Cho nên cái người mà thấy đúng về thân á, là người ta sẽ thấy rằng thân này là cát bụi. Nhưng không có nghĩa là chúng ta làm gì để cát bụi để nó mau sạch. Rồi biên kiến là thấy lệch một bên, tà kiến là thấy như vậy đó, thấy sai như vậy đó. Cho nên á, mình nhớ có những cái thấy mà do mình tự suy nghĩ nghĩ ra. Tính, giải, hành, chứng. Mà một khi mà chứng rồi đó thì nó làm cho cái niềm tin của mình càng sâu. Ở đây quý vị có chứng chưa? Có chứng không? Có. Mình chưa có đại chứng thôi. Tiểu chứng thì chút chút phải không? Thôi nói bây giờ nói đơn giản là chứng nghĩa là giác ngộ. Mình giác ngộ chưa? Có giác. Nhưng mà cái giác ngộ của Phật là toàn giác. Còn mình bây giờ là cái gì giác? Phần giác. Giác từng phần. Khổ đau giác đó. Giác từng phần gọi là phần giác. Còn Đức Phật khỏi cần nữa. Phật nhìn cái là Phật biết liền, gọi là toàn giác. Ví dụ như mình dẫn bạn trai về, chị gái mình ấy, chị thấy thằng đó hơi gian gian, chị này người yêu em mà cứ chê hoài. Cái người mà người ta thấy chút gì đó, người ta bị gì mình á, tại vì người xưa đã nói rồi, khi đã yêu còn đâu sợ gì, đúng không? Rồi khi mình thấy mình không thấy, khi mình yêu mà hãy yêu á, tức là ái, mà ái là có mê. Khi mình thương là mình có mê trong đó đó. Người sai mình cũng thấy đúng nữa.
Người ta sai mình vẫn thấy đúng, mà thậm chí còn tìm cách bào chữa để mình vẫn tiếp tục được cái tình yêu đó nữa. Và cái người giác, cho nên chúng ta là phần giác, tức là giác từng phần. Còn có khi lúc tỉnh lúc mê thì gọi là hốt giác hốt mê. Khi tỉnh khi mê giống như nóng lạnh vậy đó, lúc nóng lúc lạnh. Chúng ta cũng có cái chứng ngộ của mình, nhưng mà cái chứng ngộ của mình phải do tu tập mà có. Cho nên Pháp Hòa nói tóm bốn chữ: tính, giải, hành, chứng. Khi mà chúng ta có cái tinh, có cái chứ, có giải, mà cái giải của chúng ta là chúng ta biết sống với phương tiện tùy duyên. Ví dụ như hồi nãy khi mình xếp chánh điện là mình nghĩ là ngồi hai bên đủ, và để giữa trống cho nó đẹp. Nhưng mà rồi bây giờ đông quá không đủ cái, thì mình phải phương tiện cho người ta ra giữa người ta ngồi. Ví dụ vậy đó. Rồi bây giờ thường là mình không có ai ngồi ngoài sân hết, bữa nay ngồi ngoài sân nhiều quá cái đó không được ngồi trước Phật. Nhưng mà nếu mình phương tiện thì mình nói là sao? Đem ghế rồi cho người ta ngồi. Thí dụ vậy đó. Cho nên một khi mà tin sâu, giải rõ thì chúng ta sống được với cái phương tiện đó một cách linh động nhẹ nhàng, mà không cần phải tuyên bố gì hết, mà sống được như vậy. Lúc nào mình tới đâu người ta cũng nhận ra mình là một đóa hoa trang nghiêm đạo tràng. Cái đi, cái đứng, cái hành xử của mình. Ở trong Hoa Kinh Hoa Nghiêm á, cái phẩm quan trọng mà rất là nổi tiếng đó là phẩm thứ 39, nói về một anh chàng thanh niên tuổi còn trẻ tên là Thiện Tài. Và cái người trẻ tên Thiện Tài này rất có lòng muốn đi học hỏi ở nơi các vị thầy, đi khắp mọi nơi để tìm thầy học đạo. Và người thanh niên trẻ này có cái ý chí đó, cho nên đã đi 53 chỗ để cầu ở 53 vị thầy. Và chúng ta bây giờ thường gọi là Thiện Tài đồng tử ngũ thập tam tham. Tức là Thiện Tài đồng tử, tức là một cái người trẻ. Đồng tử tức là một người thanh niên trẻ tên Thiện Tài, trải qua 53 lần đi tham vấn đạo lý. Mà nếu mà thưa đại chúng, theo cái nghĩ của chúng ta là nếu mà đi tham cầu học hỏi thì phải tham cầu ở đâu? Ở nơi các người thầy giỏi. Chứ mình đâu có bao giờ nghĩ là đi vô chợ cá để tìm bà bán cá hỏi đạo. Mình đâu có bao giờ nghĩ là đi gặp một cái cô kỹ nữ để mà hỏi đạo. Vậy mà Thiện Tài đồng tử vẫn có thể gặp được những người buôn bán ở ngoài chợ, và cũng đồng thời những người gọi là trưởng giả giàu có, hay là những cô kỹ nữ. Cái người đầu tiên mà Thiện Tài gặp đó là Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Mà Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát mới dạy cho Thiện Tài: người muốn cầu học là trước hết phải phát tâm Bồ Đề. Bởi vì tâm Bồ Đề không có thì khó mà thành tựu đạo nghiệp. Thế tâm Bồ Đề là gì? Là cái tâm giác ngộ sáng suốt. Pháp Hòa ví dụ, ai đó muốn đi xuất gia thì phải từ cái tâm chân thật mà phát tâm xuất gia. Tức là phải phát tâm vì cảm mến Phật Pháp, phải phát tâm vì thích cái áo của người tu, phải phát tâm là mình hy sinh thân mạng của mình để cầu đạo, chớ không phải phát tâm vì chỗ ở đẹp, rộng, khỏi trả tiền. Tới giờ ăn là bon bon xuống ăn, ăn xong rồi lên phòng nằm ngủ, có người rửa chén, có người dọn dẹp cho mình. Không phải như vậy. Bởi vì nếu phát tâm như vậy mà hôm nào chỗ nào sang hơn, ngon hơn thì mình đi. Cho nên Phật mới nói đó, có một bài kinh tên là Kinh Khu Rừng. Phật dạy: nếu ở nơi nào mà có đạo lý, có giáo pháp mà rất là cực khổ thì con phải chịu cực khổ ở đó sống
để mà cho cầu cho được giáo pháp. Nếu ở nơi nào mà cho con ăn sung mặc sướng mà giáo pháp không có thì chỗ đó không phải chỗ con ở. Còn nếu mà nơi nào đã không cho ăn cho ở mà cũng không có giáo pháp luôn thì càng đi cho lẹ. Còn nếu nơi nào cho ăn cho ở tốt mà có giáo pháp cho con học mà con không ở thì thiệt là dại. Phật nói như vậy. Cho nên mình nó muốn làm cái gì, quý vị muốn tu dù ít dù nhiều gì, trước hết quý vị phải phát tâm. Ví dụ như nãy giờ tôi muốn mỗi tối tôi tụng kinh 15 phút. Ít không? Nghe ít quá phải không? Vậy nha, mà tâm không phát là 15 phút cũng không có đó. Cho nên phải phát tâm, rồi phát nguyện. Phát nguyện là mỗi tối tôi tụng 15 phút. Chứ nếu như mà mình không có phát tâm phát nguyện đó, ai gọi phone tới mình đó, rủ mình đi chơi á, tối nay có cái chỗ đó nó sale nè, đẹp mà rẻ lắm, không mua uổng. Kinh ngày nào tụng không được. Ngày nào tụng kinh cũng được, phải không? Còn cái chuyện mà người ta sale này lâu lâu mới có một lần mà. Cho nên á, tâm mà không phát thì nguyện không lập. Mà tâm không phát nguyện không lập thì làm sao mà mình có thể mình thành tựu được. Cho nên thưa đại chúng, chữ tín ở trong kinh Hoa Nghiêm nói, chữ tín là mẹ sanh ra tất cả công đức. Tại vì nếu mình không có tín, mình không có niềm tin mãnh liệt rằng mình cứu người, người sẽ hết khổ. Đây là ví dụ như chùa Hoa Nghiêm có đoàn đi hành hương Ấn Độ. Rồi quý vị nghe nói bên Ấn Độ người ta nghèo khổ lắm, mà đặc biệt cái trận động đất vừa rồi ở Nepal. Thôi sẵn kỳ này có đoàn đi, mình hùng 50, 30 mỗi người chút để nhờ quý vị người ta đi, người ta qua đó ta bố thí giùm mình. Mình không có tin là đồng tiền mình sẽ được giúp người thì mình không bao giờ mình làm. Mình cho đâu 20 à, mà nghi ngờ nguyên năm. Nó tôi không biết 20 đó tới không. Rồi gặp ai cũng hỏi có cho không. Tức là cái đó không có sai, nhưng mà để cho chúng ta có cơ hội chúng ta nhìn lại. Cái chúng ta nhìn lại là chúng ta phải tin rằng cái thiện mà chúng ta làm sẽ có người hưởng. Cái thiện chúng ta làm sẽ có người hưởng. Pháp Hòa nói ví dụ bây giờ quý vị thấy cái chùa này xây đẹp như vậy nè, uy nga như vậy nè, ở hải ngoại hiếm có được một ngôi chùa như vậy. Đời này mình xây dựng, quý vị có tin rằng 20-30 năm sau con cháu mình nó cũng còn đây nó hưởng không? Mình tin như vậy cho nên rồi mình mới đóng góp mình làm. Rồi mình nghĩ rằng cái quốc gia này đã mở cửa đón mình thì thôi bây giờ mình sống ở đây, mình được làm ở đây, mình đóng góp để mình xây dựng một cái gì đẹp, một cái văn hóa đẹp để lưu lại cho xứ này, thì đây cũng là một cách mình trả ơn cho đất nước này, một cách mình lưu lại cái hình ảnh đẹp, mình đóng góp một cái gì cho đất nước này. Ví dụ những người người ta không phải là cùng tôn giáo, nhưng mà ta nói ồ bữa nay anh tới đất, cái thành phố này chơi, ở đây có cái chùa Phật giáo đẹp lắm, tôi dẫn anh đi tham quan, thì đây cũng là một cái thắng cảnh để mà mình cho cái đất nước này, cho cái địa phương này, thế thì nó đâu có mất ở đâu, phải không? Cho nên mình in kinh, mình ấn tống, mình bà làm dĩa, mình tặng, mình làm tất cả việc lành, nó không mất ở đâu hết. Có điều là có khi nó ẩn, nó hiện mà thôi. Ví dụ như có những vị Bồ Tát trong giờ phút này mình đang nghe pháp đây, biết đâu ở dưới bếp có những người đang gọi là cực khổ nấu ăn. Những người đó người ta đâu có nói gì đâu, nhưng mà người ta làm cái hạnh Bồ Tát. Vì người sao người ta làm được? Vì người ta tin rằng sau buổi giảng này quý vị đói bụng, mà được một cái chén cơm, chén cháo gì của mình ta no. Mình nói ví dụ vậy đó. Cho nên thưa đại chúng, mình làm cái gì thiện lành, mình phải tin là cái đó sẽ tác động đến nhiều người, sẽ làm được nhiều người, người ta hưởng. Có cái tin đó thì có hành động, mà có hành động tức là chúng ta có kết quả. Cho nên thiện tài đồng tử phát tâm Bồ Đề đi cầu đạo. Trong số những người thiện tài đồng tử đi cầu đạo, thiện tài đồng tử gặp một người buôn bán ở ngoài chợ. Rồi thiện tài đồng tử đứng ở chỗ ngoài chợ đó để coi cái ông đó buôn bán.
Bởi vì Thiện Tài đồng tử nghe nói là cái dân buôn bán là chuyên môn lường gạt. Bây giờ để Thiện Tài đồng tử muốn thấy rằng nếu một người Phật tử buôn bán ra làm sao, thì cuối cùng Thiện Tài đồng tử đứng một bên để ý cái ông đó. Bán ở cái chỗ tên là supermarket. Ở đây có chợ trời không? Tiếng Úc ở đây, địa phương đây chợ trời, tiếng Mỹ gọi như sao? Sunday market. Ở bên Canada với bên Mỹ kêu là flea market. Rồi thì Thiện Tài đồng tử đứng để ý, thì thấy cái ông này quả thật là một cái ông có tu chợ. Tại vì Thiện Tài đồng tử nghe nói rằng thứ nhất là tu tại gia, thứ hai tu chợ, thứ ba tu chùa. Thì nghe nói là giống như xưa nay mình nghĩ vậy đó, tốt nhất là tu nhà, tốt nhì là tu chợ, tốt ba mới tu chùa. Bây giờ Thiện Tài đồng tử muốn giáo nghiệm cái đó, thì thấy rõ ràng cái ông này, cư sĩ này, tuy là một người buôn bán nhưng ổng rất là thiện. Người ta tới trả giá bán không được, ông nói dạ cái này tôi bán không được. Chứ ổng, người ta mua trả giá đã đời, biểu mở tủ cho coi, coi xong rồi không mua gì hết, ổng lấy giấy ổng đốt phong long. Cái ông đó ổng không làm như vậy, mà ổng vẫn bình thản. Khách tới coi, mình đưa muốn coi, mình đưa cho coi. Không mua thì mình cất vô, không có phiền hà gì hết. Thế gọi là tu chợ. Thế thì ông rồi gặp cái những người mà người ta tới đi chợ, mà người ta trời ơi, lời lẽ thiệt là khó nghe. Thì ông mới hỏi ông bán chợ đó, hỏi chứ ông tu làm sao, ông chỉ cho tôi tu với. Cái ông này mới trả lời, ông nói tôi tu ngoài chợ á, tôi đâu có dịp vô chùa. Cho nên là lâu lâu tôi vô chùa tôi gặp thầy thì thầy mới chỉ cho tôi cách tu. Rồi tôi đem ra ngoài chợ này tôi ứng dụng nè. Hỏi ông ứng dụng sao, ông chỉ cho tôi đi. Nói đối với cái người mà người ta chửi bới tôi, thì tôi đối trị cái người chửi bới tôi bằng cách là tôi nói lời hiền diệu. Tại vì nếu mà họ chửi tôi, cái tôi chửi lại, cái họ tìm cách họ chửi nữa. Mà ở đời là vậy, mình chửi người ta ăn câu thì ta kiếm cách ta chửi lại. Giống như quý vị thấy báo thôi à, người ta đăng bài báo, người ta phê bình người này, cái người kia kiếm cách chống lại cái viết bài nữa. Mà nếu cái người kia mà không viết gì hết, cái người kia đăng đâu chừng 3 số cái hết à, tại hết chuyện để nói. Mà bị gì á, người ta thường nói đa ngôn thì đa quá, mình nói nhiều thì lỗi nhiều. Mình nói ra cái người ta, cái người mà muốn bắt lỗi mình rồi thì thiếu gì lỗi để bắt. Cho nên nhờ câu nói đó cái ta ngay chỗ đó ta bắt, phải không? Ta nói, cho nên mình không nói gì hết, ngay chỗ đó im lặng cái hết. Rồi cái thì ổng mới nói cái người mà người ta sân si với tôi, thì tôi lại quán chiếu, tôi thấy là từ bi, tội nghiệp quá, đi chợ mà sân quá. Vậy thì cái đó, cái ông cư sĩ đó, ông bán ngoài chợ, thì cái ông cư sĩ đó, ông tên là Thiện Trụ. Tại sao là Thiện Trụ? Trụ là ở, thiện là tốt. Cho nên Thiện Trụ nghĩa là ở chỗ tốt, ở chỗ lành. Mà bây giờ người Phật tử chúng ta thiện trụ ở đâu? Thiện trụ, thiện tức là lành tốt. Mình hãy trụ nơi cái tốt của mình. Khi mà lành tốt mà có rồi thì mình đi đâu cũng được hết. Quý vị có nhớ kinh Địa Tạng không? Lành tốt trang nghiêm cảnh dị thường, người trời bạch Phật nhân gì thế, Phật rằng Địa Tạng đến thiên đường. Địa Tạng là tâm mình, mà tâm mình xưa nay chỉ biết hướng địa ngục. Bởi vì nghe chữ Địa Tạng là mình thấy ở địa ngục rồi, nhưng mà hôm nay lại là Địa Tạng đến thiên đường. Vì tâm mình biết trở về với lành thiện đến thiên đường, cho nên cảnh nó mới đẹp. Cảnh đẹp là cảnh gì? Cảnh đẹp là cảnh rưới hương, rưới hoa, hoa vần vũ, mây sinh mưa báo, số không lường. Lành tốt trang nghiêm cảnh dị thường,
Trôi cha thấy lạ quá. Có nhiều khi mình là dữ dằn lắm, bữa nay mình bước vô chùa ta khều nó, chuyện gì vậy? Tại sao bữa nay bà đó đi chùa vậy? À, thế gian có trường hợp đó không? À, thì lúc đó mình mới nói, ôi, hôm nay địa tạng đến thiên đường. Địa tạng đến thiên đường. Nhưng mà không có được chê nha. Vừa nghe xong chề môi, bà đó mà tu. Không được làm cái hành động đó. Mà cái hành động này là hành động của Bồ Tát nè. Chư Phật ba đời đồng khen chuộng, mười phương Bồ Tát chung tin tưởng. Một người mà người ta biết quay về với thiện, tại sao mình không tán thán? Tại sao mình không có phát tâm mình trợ để cho người đó đi từ tính, giải, hành để người đó chứng? Người này xưa nay mình nghĩ họ chưa bao giờ biết phát tâm, mà hôm nay họ phát tâm tức là họ đã tính, họ đã giải và bây giờ họ đang hành. Thì chúng ta phải làm một cái việc là trợ duyên cho tính hạnh giải đó nó viên mãn để người đó cũng chứng. Chư Phật ba đời, người trời bạch Phật nhân gì thế? Thì Phật rằng địa tạng đến thiên đường. Mà làm được một cái việc đó thì chư Phật ba đời đồng khen chuộng, mười phương Bồ Tát chung tin tưởng. Nay son sẵn có thiện nhân duyên, ngợi khen địa tạng đức vô lượng. Mà địa tạng đó là tâm. Mà xưa nay tâm mình chưa hề biết hướng lành, mà hôm nay tâm mình biết hướng lành thì có phải là điều tốt không? Pháp Hòa nói ví dụ nè. Ở đây có những vị nào mà ngày xưa thật là nóng tánh mà nhờ nghe pháp riết mà bớt không? Có. Đó. Thì bây giờ mình phải làm gì? Chư Phật ba đời đồng khen chuộng, mười phương Bồ Tát chung tin tưởng. Tất cả chúng ta tu, không ai tu mà ngoài tâm mà tu được. Ngày xưa tâm mình dở, nhờ tu mà tâm mình thiện. Cũng cái tâm đó thôi, cũng cái tâm đó chứ không có khác. Nhưng mà ngày xưa tâm mình dơ, nhưng mà nhờ mình mỗi ngày chùi riết thì cái tâm mình nó sáng. Tâm mình như một tấm gương, để lâu ngày thì bụi nó bám. Mà bây giờ nhờ pháp của Phật như là cái miếng vẽ, nó lau cái bụi đó cho cái gương nó trong. Mà gương trong thì Phật phải khen, Bồ Tát phải chung tin tưởng chứ, tại sao lại phải chê? Thấy cái đó không? Cho nên cái ông thiện trụ đó, ông trả lời với thiện tài đồng tử. Thiện tài đồng tử nói, cư sĩ ơi, cư sĩ tu ở chợ sao, chỉ cho tôi tu với. Tôi thấy ông tu giỏi. Dạ tôi không có tu gì hết, tại vì thầy của tôi dạy tôi phải trụ trong tâm thiện, tâm lành. Người ta trả giá tôi bán không được. Tôi nói dạ không được. Mà người ta có bỏ đi tôi không chửi bới, tôi không phun nước miếng, tôi không chề môi, tôi không chửi bới. Đối với người mà nóng tánh thì tôi lại nhẹ nhàng. Đối với người ngôn ngữ mà quá nặng nề thì tôi lại từ tốn. Đó gọi là đối trị. Và có đôi khi mình phải làm gì nữa? Trong cuộc sống của chúng ta, đôi khi sống ở ngoài bán ngoài chợ, có đôi lúc bán người này mình lời nhiều, nhưng mà bán cho người kia mình lời ít. Bù qua sớt lại, cốt là bán được cho người, mình cũng bán được món quà, mà người ta cũng vui vẻ để người ta mua. Đó là cái nghệ thuật làm ăn. Có đôi khi mình gặp cái người ta mua dễ, mình nói 100 ta mua 100, mình lời. Nhưng mà đôi khi mình gặp cái người ta mua khó, ta kèo này thêm 30, thôi kệ, lỗ không có lỗ nhưng mà không nhiều thôi, lời không nhiều thôi, bù qua sớt lại. Có phải không? Được như vậy thì chúng ta gọi là tu chợ. Mà thế nào mà chúng ta được tu chợ? Bởi vì chúng ta đã từng về chùa, chúng ta tu chùa. Thế là bây giờ quý vị đừng có lầm cái câu thứ nhất là tu tại gia, thứ hai tu chợ, thứ ba tu chùa. Cái đó là ba chỗ để tu, chứ không phải là tu ba giai đoạn. Quý vị nhớ không? Tu đó là ba chỗ để mình tu. Ví dụ bây giờ quý vị ngồi đây là quý vị tu cái gì? Tu chùa. Lát nghe giảng xong ra mất đôi dép là tu cái gì? Tu chợ. Tu chợ.
Rồi mà mình đi chùa mà mình đi nghe pháp, mình nói với người nhà là tôi đi tới 8 giờ tôi về, mà ham chụp hình quá tới 9 giờ mới về tới nhà. Rồi cái thì người nhà mình căng nhăn. Mà nếu mà mình dằn mắm sáng chén nó làm như vậy, tôi đi chùa tôi tu chứ bộ tôi đi đâu sao. Thế thì không phải tu nhà, phải không? À, mình hẹn người ta 9 giờ mà 8 giờ mình về trễ thì lúc đó mình phải tu nhà, phải thực hiện sao người ta biết là mình mới đi nghe pháp. Còn mình cãi lại ta nói bộ bà mới đi nước pháp. Chứ không phải là đi nghe pháp. Quý vị hiểu ý không? Rồi đi qua tới cái người, một người khác nữa, gặp một ông trưởng giả. Mà trưởng giả là nhà giàu, phải không? Trưởng giả nhà giàu. Trong kinh đó, định nghĩa chữ trưởng giả có ba nghĩa. Nghĩa thứ nhất, thường thường mình nói trưởng giả là gì? Giàu. Thứ hai là sao? Tuổi lớn. Nhưng mà phải đủ ba điều kiện này mới gọi là trưởng giả nè. Giàu có là một, cao tuổi là hai, đạo đức phải có. Có nhiều khi giàu, già, nhưng mà cái kia nó không có thì chưa được gọi trưởng giả. Hiểu không? À, đạo hữu nói đại gia. Mà ở đời đại gia cũng nhiều mà đại bác cũng lắm. Rồi cái ông trưởng giả này á, ông gặp thiện tài đồng tử. Rồi thì sau khi từ giả cái vị mà bán chợ rồi, học được rồi, thì bây giờ ông đi ra ông gặp một người già giàu. Thì lâu nay trong tâm mình nghĩ nhà giàu là thường là không có đạo đức. Cũng chưa chắc. Thì lại gặp ông nhà giàu. Ông hỏi đạo hữu, ông trưởng giả ơi, ông tu làm sao, ông chỉ cho tu vậy. Thường thường á, ông này mới nói tiểu phú là do cần, đại phú là do thiên. Tôi sở dĩ mà một cái small business mà có là tại mình cần kiệm mình để dành. Còn mình giàu có thiệt lớn là do mình sao? Mình được cái phước. Thì ông này mới nói thật sự tôi nói cho thiện tài đồng tử nghe, cái phước mà tôi có đó, thứ nhất là tâm tôi được an vui. Bây giờ quý vị nghĩ coi có phải là cái đó là cái phước không? Nhiều khi mình giàu mà tâm mình không vui, ăn cơm mà chan nước mắt, đếm tiền mà ngồi ngủ gục. Bây giờ nó mệt quá, cả ngày bán, trời ta vô là hốt, vô là hốt. Về tới nhà gục lên gục xuống mà đếm, khổ lắm. Cho nên á, nếu như mà mình sống trong đời sống này, có khi người ta nghèo nhưng mà tâm người ta vui, ta an lạc. Vậy thì bây giờ nếu như mình giàu, đó là cái phước vật chất. Đây là cái phước giàu mà gọi trọn của mình đó. Giàu của rồi nhưng mà tâm mình cũng có phần an lạc thì biết đó là phước. Còn nếu như mình chỉ có tiền của mà tâm mình thiếu an lạc thì mình biết rằng phước đó chỉ một phần thôi. Phước ở một cái phần vật chất mà thiếu cái phần tinh thần. Quý vị thấy được điều của tôi nói ha. Mà khi mà thân mặt vui rồi thì cái gì nó khỏe? Cái gì khỏe? Thân nó khỏe. Bởi vì tâm mà vui thì mình không có rầu, mà không rầu thì ít bệnh. Người mà bị stress nhiều mà không nói ra được, uất ức nhiều lâu ngày nó thành ra những cái khối u trong người, nó dễ sanh bệnh. Người ta kêu là tâm sầu là bạch phát, tâm mà buồn rầu thì tóc mau bạc. Cho nên các thầy tu á, tuy không có nhà có cửa, không có vợ có con, không có gì hết mà tâm an. Mà nhiều khi mình qua Ấn Độ mình thấy những người nghèo rớt mồng tơi, nhưng mà họ là người khỏe. Còn mình bây giờ đủ thứ mà mình lại là người không khỏe. Tại họ không có gì hết, giữ gì. Còn mình có mình mới giữ. Cho nên ông trưởng giả mới nói với thiện tài, tôi là người giàu, nhưng tôi nghiệm lại lời Phật dạy, tôi thấy tôi có 5 cái phước. Một là tâm tôi an, hai là thân tôi khỏe. Mà hai cái này nó liên hệ.
Hễ thân mà an thì tâm, tâm mà an thì thân khỏe. Có nhiều khi ngược lại, thân bệnh mà tâm khỏe. Tại sao? Tại vì cái tâm nó biết quán, thân này là tạm, có thân nên khổ vì thân. Cuộc vui những ước vô ngần, nào hay vui vẫn là nhân chát sầu. Nhiều khi mình đang vui đây nhưng mà nó lại là cái nhân của đau khổ. Thấy rần rần hợp mặt vậy chứ đâu có ai biết là sau một cái đó là chi phí lớn. Cho nên nhiều khi cái bậc trí người ta nhìn cái đó, người ta thấy được cái quả ở sau. Cho nên duy ma cật, thân bệnh mà tâm không bệnh. Rồi, tâm vui thân khỏe. Rồi thứ ba là gì? Cái nhận thức không sai lầm. Thế nào là nhận thức không sai lầm? Nhận thức không sai lầm tức là mình có cái trí tuệ, có cái nhận biết không có sai. Pháp Hòa ví dụ vậy nè, Phật tử mình mà thắp nhang đó, ai thắp một cây ngay bằng Phật rồi, mình vô chùa đông quá mình khỏi thắp, mình lại Phật được rồi. Không nhất thiết mình phải thắp thêm cây hương nữa để coi như là Phật chứng biết cho mình. Mà lỡ mình thắp cây nhang mà cái nhang nó có công á, cũng vui bụng vậy được rồi, đừng có la lên trời ơi Phật chứng. Phật không có chứng mấy cái vụ đó đâu, bởi vì Phật đâu có rảnh. Trời ơi, bỏ cung vàng điện ngọc, bỏ hết để đi tu, để coi ngồi chờ coi đứa nào cúng nhang, nhờ coi có ai cúng nhang cho nó công công chơi. Phật đâu có rảnh làm chuyện đó. Cho nên mình nói vậy tội Phật. Cho nhận thức phải cho nó đúng đắn, hiểu ý không? Mình đi rồi bây giờ á, Pháp Hòa nói ví dụ bây giờ quý vị mà làm cái gì mà được thành tựu thì tự biết, do tâm mình thành, do phước mình có, do nghiệp mình giảm, do mình tu, chứ không có ai ban phát gì. Mà nếu mà thật sự Phật có ban phát là ban phát cái gì? Ban phát cái giáo pháp cho mình để mình ứng dụng, mình tu rồi có kết quả tốt. Đi ra đường, tấp vô cái chỗ đậu xe, thấy cái cây tiền á còn dư đâu được đồng, đậu được tiếng, trời ơi mừng ghê mà còn la nó, trời thấy không, Phật độ. Trời ơi, dư con đồng bạc mà Phật độ, Phật đâu ngoài đường mà độ mình. Quý vị không, Phật không có độ mấy cái vụ đó. Người ta hiểu đạo chưa có sâu, chưa thấu, ta nói thì thôi không sao. Mình Phật tử thuần thành, nghe pháp nhiều rồi, đừng có cho Phật độ mới có ta tội Phật. Rồi, hứa ăn chay, tuần lễ đó quên không ăn, phát cái nó nhức đầu. Cái tới hồi nhớ chực lại, cái nó trời ơi tôi hứa ăn chay mà tôi không ăn á, bởi Phật quở nhức đầu suốt tuần. Phật đâu có rảnh mà ghi sổ mình có ai hứa ăn chay tuần, ai hứa cũng 50. Không có. Cho nên khi mình không có cái nhận thức sai lầm về đạo thì chúng ta tu nó mới bình an, không có sợ sệt cái gì hết. Trời ơi cái gì rồi cũng sợ, sợ tụng kim cang nóng tánh, sợ tụng pháp hoa nhà lục đục, rồi sợ tụng địa tạng thì nhà có vong linh nó vô. Rồi sợ, còn có vụ này nữa chứ, sợ mở máy niệm Phật ban đêm. Tại vì mở máy niệm Phật mà ở đâu mà có tiếng niệm Phật, lỡ có ma quỷ nó tới đó. Tiếng niệm Phật mà không mở rỉ rả cả đêm, mà cứ mở những cái bản nhạc tình sầu đứt ruột cả đêm rồi ai vô? Anh ơi lâu đài tình ái đó, chắc không có trên trần gian đâu. Ôi cha, rồi không lẽ cứ rỉ rả cả đêm hát cái đó hoài, 10 năm không gâm tường tình đã cũ. Rồi hết cái bản này cái bắt qua bài kia, đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng cô đơn. Rồi không lẽ vậy cả đêm cái đó yên rồi. Mình bây giờ quý vị nghĩ mình mở máy niệm Phật ban đêm ở nhà với mở cái rỉ rả suốt đêm đó, cái nào nó hơn?
Thế tại bây giờ dù bây giờ quý vị có mở máy niệm Phật cả đêm, có mở máy nhạc cả đêm có tội không? Không có tội gì hết. Thế thì tại sao người ta mở máy niệm Phật là mình là không chịu? Rồi Pháp Hòa nói này nữa, còn giờ không? À không còn cũng nói. Người ta đi hành hương, ta đi hành hương Ấn Độ, ta đi hành hương chỗ này chỗ kia, mình không đi mà mình lại nói những người hành hương là tổn phước. Nói nghe có lý không? Rồi bây giờ Pháp Hòa ví dụ nè, mình đi làm một năm mình lượt một tháng vacation, nghỉ lễ, để dành tiền mua một cái vé đi qua Âu Châu chơi, đi tàu, đi ăn, đi chơi, đi nhảy đầm đủ thứ hết. Có ai nói mình tội không? Tại sao bây giờ một cái người, người ta làm cực khổ, ta để dành tiền, ta có một tháng, người ta đi lễ Phật chỗ này, ta đi thăm chùa chỗ kia, ta làm vậy, rồi mình lại cho người ta tổn phước, mà mình đi chơi nguyên tháng không ai nói gì hết. Cho nên mình phải có nhận thức cho đúng. Mà nhận thức đúng thì không bao giờ mình, người ta, cái người ở ngoài đạo, người ta không phải là cùng đức tin với mình. Người ta phỉ báng mình, người ta chê bai mình, mê tín thế này, dị đoan thế kia, là tại vì mình không có học Phật, mình không có hiểu rõ cái đạo lý, mình không có hiểu rõ đạo lý, cho nên mình mới là như vậy đó. Cho nên người ta nói ra cái gì mình cũng thấy có lý hết, rồi mình còn khen người ta hay nữa chứ. Cái đó không phải người ta hay mà mình dở. Mình dở là của mình mà mình không biết. Cho nên cái ông cư, cái ông trưởng giả này, ông nói tôi tuy giàu đó, nhưng mà tôi thấy tâm tôi an, thân tôi khỏe, mà tôi còn có chút thời giờ tôi nghe Phật Pháp để cho trí tuệ tôi nó phát sanh. Mà thưa đại chúng, khi mà trí tuệ phát sanh, nhận thức đúng đắn, mình không có những cái nhận thức sai lầm, thì có phải là mình có những người bạn tốt không? Cho nên trên đời này, một cái quý là mình có được bạn lành, bạn tốt. Bạn lành là như thế nào? Chúng ta gọi là thiện tri thức. Thế nào là thiện, mà thế nào là tri, mà thế nào là thức? Tri là cái người biết mình, thức là cái người hiểu mình. Nếu người ta biết mình mà người ta hiểu mình, và người ta hướng dẫn cho mình tốt, thì gọi là thiện tri thức. Nhưng nếu người đó biết mình mà hiểu mình mà lèo lái cho mình đi tới cái chỗ sai, thì cái đó gọi là gì? Ác tri thức. Pháp Hòa ví dụ, cái người đó biết Pháp Hòa từ nhỏ tới lớn, biết mà, hiểu tánh Pháp Hòa là nóng, cho nên á, đụng chuyện là chọt vô, cho cái Pháp Hòa nóng tánh lên, bực bội la hét lên, chửi gia đình, mắng gia đình, thì cái này cũng là tri thức, nhưng mà là gì? Còn nếu như á, mình hiểu con mình thương, mình biết anh mình hiểu anh mình có cái tánh hay nóng, thì mình không bao giờ dám nói những cái gì, hoặc là muốn nói thì lựa lời. Một câu chuyện nó xảy ra như vậy mà phải suy nghĩ nói làm sao để người đó dễ tiếp nhận mà không có nóng tánh. Có nhiều khi trong cuộc đời á, mình muốn nói với người thân của mình một câu chuyện mà mình phải suy nghĩ dữ lắm, không biết nói làm sao để cho má đừng có buồn, ba không có hiểu lầm, anh em không có hiềm khích với nhau. Bị gì nói không khéo là đổ vỡ hết, mà tại gia đình mình là ai cũng nóng. Đó, cho nên tri là người biết mình, thức là người hiểu mình, mà biết mình mà hiểu mình mà chỉ cho mình đi thiện gọi là thiện tri thức. Quý vị có thấy ở trên đời có những người mà người ta xấu tánh đó, ta biết người đó là ta chọt, ta làm cho người đó càng ngày càng hư lên, cũng có chứ không phải không. Rồi cũng có những người, người ta hiểu cái lành tốt, ta cố gắng ta giúp. Bốn cái thiện, bốn cái tốt rồi, bốn cái phước rồi. Cái phước thứ năm là gì? Tiền của có, và những cái gì mình quyết định nó rất là đúng đắn. Khi mà trí tuệ nó có rồi thì sự suy nghĩ của mình nó chín chắn, và mọi quyết định của mình có cái chiều sâu, và cái phần đổ vỡ nó bớt lên.
Cho nên á, giàu có là cái phước, đó là phước tiền của. Nhưng nếu chúng ta quán lại mình giàu có tiền của, nhưng tâm hồn mình an vui, thân thể mình còn khỏe tốt, mình có bạn lành. Bạn lành đây là gia đình mình, người thân mình, cũng như những người bạn mà mình giao tiếp hàng ngày. Và hiểu biết của mình không có đến nỗi sai quấy, thì mình biết mình là người có phước. Vậy thì thưa đại chúng, trí tuệ là nhân, phước đức là quả, lành tốt là hành. Hồi nãy mình nói đó, nhân quả hạnh. Nghe chữ nghiệp đừng có nghĩ nó xấu. Nghiệp là mọi hành vi tạo tác của thân và tâm. Nhưng hễ chúng ta có đủ chánh niệm, có đủ tư duy để chúng ta tạo ra nghiệp thiện, thì cua suốt ngày chúng ta sống với nghiệp thiện. Còn nếu chúng ta không đủ chánh niệm coi, suốt ngày chúng ta sống với nghiệp xấu. Còn nếu mà mình chánh niệm sơ sơ, nửa ngày sống được với nghiệp thiện, nửa ngày sống với nghiệp xấu. Ví dụ như từ sáng tới tối mình sống làm thiện, tới cuối ngày chịu nổi nữa, bắt đầu nó bung ra, nó nộ lên cái là rồi. Thành thử ra, nhưng mà đừng có lo, Đức Phật nói rất là rõ. Đức Phật nói rất là rõ, hễ mình tạo cái nghiệp nào thì được cái nghiệp, bị cái nghiệp của cái đó, mà mình tạo cái phước nào nó được cái phước phần đó. Nó rất là rõ ràng như vậy. Thưa Đại Phạm Thiên Vương, Đức Phật nói là do nghiệp và sức nghiệp sinh ra, vì sao thế? Đức Phật hỏi vì sao thế. Thưa Ngài Đại Phạm Thiên Vương, bây giờ Phật nói 12 duyên nha. Do vô minh mà có hành, do hành mà có thức, do thức mà có danh sắc, do danh sắc mà có lục nhập, do lục nhập mà có xúc, do lục nhập mà có xúc, do xúc mà có thọ, do thọ mà có ái, do ái mà có thủ, do thủ mà có hữu, do hữu mà có sinh, do sinh mà có lão tử, và lo buồn đau khổ chồng chất thành khối, chất thành khối lớn lao như thế. Thưa Ngài Đại Phạm Thiên Vương, bây giờ Đức Phật nói á, nói tại sao mà chúng ta lại tạo những cái nghiệp như vậy. Thì Đức Phật nói á, do vô minh duyên hành, hành duyên thức. Đức Phật đưa cái 12 nhân duyên. Nhiều người ta hiểu lầm á, cái bánh xe 12 cái câm á, đó là 12 nhân duyên, không đúng. Đúng không? 12 nhân duyên là một giáo lý, chúng ta thường gọi là giáo lý duyên khởi. Duyên khởi là gì? Tức là nó là mọi cái sự khởi duyên của tất cả các cái nghiệp. Mà đầu tiên, đây là Pháp Hòa nói theo thứ lớp của chư tổ, nhưng mà sự phân tích của các tổ á, nó còn sâu sắc hơn nữa là gì? Không phải mình không cần nhất thiết phải nói ngay cái chỗ vô minh rồi mới có hành. Không cần. Tại vì nó có thể nó bắt đầu từ cái điểm nào cũng có. Nhưng mà khi nói thì phải nói theo thứ tự thôi. Nói một cái nào đó thì nó thành ra cái thứ tự. Thì cái đầu tiên là vô minh. Do mình vô minh là gì? Là sự tối tâm ở trong lòng, trong cái thấy, trong cái hiểu của mình. Mà do mình tối tâm mê lầm như vậy, cho nên nó dẫn đi tới hành. Hành là gì? Hành là động tác. Hành là một cái động tác vô thức của ý sinh tồn. Tất cả những tư tưởng, lời nói, nó biến hành ở trong tâm của mình. Chữ hành này là sự vận chuyển, biến đổi liên tục. Thí dụ như trong sân nó có hành không? Trong sân hận nó có hành không? Có. Thí dụ mình vừa nổi cơn sân lên, nó hành tiếp là nhớ bao nhiêu những cái điều người ta nói mình. Rồi thì tại vì mình nó vận chuyển liên tục cho nên mới sôi lửa dữ dằn chứ. Nếu mà nó vừa sôi lên cái mình tắt thì đâu có đâu. Sở dĩ mà mình để tiếp tục là lửa nó đung 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 lên, hồi là lửa nó phừng phật lên, thì trong vô minh vẫn có hành. Cho nên á, hành á, là sự luân chuyển, sự vận hành, sự vận chuyển, sự biến đổi.
Ở trong mọi cái pháp, mọi cái hiện tượng đều có hành, và trong tâm ý của chúng ta nó cũng biến hành như vậy. Cho nên trong vô minh hành, do mình không hiểu biết cho nên mình mới tiếp tục diễn biến cái vô minh đó để dẫn đi tới gì? Vô minh duyên hành, hành duyên thức. Dẫn đi tới cái gì? Dẫn đi tới cái mà chúng ta gọi là nhận biết, gọi là duyên thức. Rồi từ cái nhận biết đó nó dính vào cái gọi là danh, cái gọi là sắc, cho nên gọi là danh sắc. Danh sắc là gì? Cái gì mà nó chỉ có cái tên mà nó không có cái tướng thì gọi là danh. Cái gì mà nó có tướng mình thấy được thì gọi là sắc. Thí dụ thân này là danh hay sắc? Sắc. Phải không? Và nói cái suy nghĩ của mình nó là danh hay sắc? Nó là danh, tại vì mình chỉ nghe được cái tên đó thôi. Cho nên thường thường người ta phân tích danh sắc đó, thật ra nó danh sắc là gì? Đó là ngũ uẩn. Sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Nhưng mà chỉ có một cái được gọi là sắc thôi, đó là sắc thân, sắc tướng. Còn thọ, tưởng, hành, thức nó thuộc về gì? Thuộc về danh. Thọ là cảm thọ, là feeling của mình nè. Ai đâu có thấy, đâu có hình tướng. Thí dụ như giờ mình chạm vô, lấy cái tay chạm vô cái bàn, nhưng mà thật sự cái cảm nhận của cái bàn này lạnh hay nóng ai biết? Mình biết thôi chứ người ngoài ta đâu biết. Ta chỉ thấy cái tướng mình lấy cái tay để đến đây thôi. Mà người ta tưởng đâu là mình vịnh cái bàn, nhưng mà thật sự là mình đang feel, mình đang cảm nhận cái bàn lạnh nóng. Thì cái thọ này không ai thấy hết, mình không ai biết hết, chỉ có mình biết thôi. Cho nên cái gì mà nó không có hình, nó chỉ có cái tên gọi mà nó không có thể hiện bằng hình tướng, chúng ta gọi là danh. Thấy không? Còn cái gì là cái thân mình, như mắt, tai, mũi, miệng mình thấy được, cho nên gọi là sắc. Vô minh duyên hành, vô minh duyên hành, hành duyên thức, phân biệt á, thức duyên danh sắc. Danh sắc duyên với lục nhập. Lục nhập là gì? Lục nhập là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Nói về những cái đối tượng đó, còn cái căn của mình là mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý. Do mình có 6 căn: mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý. Và 6 cái đối tượng của mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý là gì? Là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Cái đó gọi là lục nhập. Chữ nhập là nó đi vào. Do mình có 6, thí dụ bây giờ do mình có con mắt, cho nên mình mới duyên với hình tướng sắc, hình sắc. Do mình có lỗ tai cho nên mình mới duyên với âm thanh. Do mình có lỗ mũi cho nên mình duyên với mùi. Do mình có cái lưỡi thì mình mới duyên với vị, taste. Đấy không? Do mình có cái thân cho nên mình mới duyên với cái gì? Xúc chạm. Đó, do mình có cái ý thức cho nên mình duyên với cái gì? Cái mình phân biệt cái đó. Hôi, thơm, đẹp, xấu, cao, lùn gì đó là do mình phân biệt. Cái đó gọi là lục nhập. Cho nên vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc. Danh sắc lục nhập. Lục nhập tạo ra xúc. Hồi nãy là qua đó, lục nhập tức là mắt, tai, mũi, miệng á. Rồi xúc tức là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Mình tiếp xúc với nó. Xúc là mình tiếp xúc. Mình contact. Mắt, sắc, xúc, tiếp xúc. Mà mình thấy cái người đó mình thích là biểu hiện ra liền. Mình thấy cái gì mình không thích là biểu hiện ra liền. Xúc. Xúc chạm. Rồi xúc tạo ra cái gì? Thọ. Thọ là cảm thọ đó. Ví dụ bữa nay qua nhìn ra qua thấy cô Diệu Đại vui quá, mấy tuần nay bà trốn
Tức là con mắt mình thấy cái sắc á, mình, nhưng mà cái sắc đó mình, cái người đó mình thương, mình thích, cho mình cảm thọ liền, thích quá. Mà ví dụ bây giờ mình thích một người nào, mình ngồi gần họ, mình có cảm thọ thích không? Mà người nào mình không ưa mà ngồi gần họ, mình cảm thọ gì? Cảm thọ không ưa. Thì ưa thích là một cảm thọ, ghét bỏ cũng là một cảm thọ. Cho nên cái này danh sắc duyên lục nhập duyên ra xúc, lấy sáu căn tiếp với sáu trần và sanh ra những cảm thọ của cái đó. Ví dụ ngồi trên cái gối này thích quá à, cảm thọ thích. Ngồi trên cái gối này đau quá không thích, cảm thọ không thích. Uống miếng nước này thấy ngọt ngon, cảm thọ ngon. Rồi uống vô mặn quá, cảm thọ không thích. À, rồi từ vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc duyên lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ. Cảm thọ rồi phải không? Rồi khi mình có cảm thọ, rồi mình, thí dụ bây giờ mình cảm thọ cái gì mình thích thì mình sẽ làm cái gì? Thích nó, thủ nó, giữ nó, không muốn rời nó, tại vì sợ mất cái giây phút này. Cho nên mình gần một người nào mình thích quá, ước gì giây phút này ngừng lại mãi. Tại vì cái đó gọi là thủ, thủ đó mình giữ nó. Thậm chí mình ăn một cái món gì mình thích đó, là mình muốn cái taste nó, cái món, cái vị đó phải là như vậy hoài. Mà nó mà không phải như vậy một cái thôi là thôi. Nhưng mà thường thường á, cái thức ăn mà người ta nấu có bao giờ nó giống nhau mãi mãi không? Trong thức ăn nó vẫn có hành mà, nhớ không? Nó biến chuyển mà, hôm nay nó mặn, mai nó lạt. Mà thậm chí hồi nãy nấu rất vừa ăn, mà để trên lò mà nó riu riu lửa một hồi là nó biến cái chất liền. Bây giờ nó mặn rồi. Như vậy thì trong cái nồi nấu đó có hành không? Có, hành này không phải anh nhìn. Hành thì không phải là anh nhìn mà sự biến chuyển. Mình đổ bột vô một cái chảo, nó kêu cái xèo. Rồi mình làm tới làm lui, rồi cái lo nói chuyện hồi, bây giờ cái xèo này nó không còn xèo nữa là gì? Khê khét. Vậy thì trong cái bánh xèo có hành không? Có hành. Hành là sự biến chuyển. Vậy thì trong một cái nào, nó đều có vô minh, nó đều có hành, nó đều có xúc thọ hết. Cái này là một cái giáo lý gọi là trong một mà có tất cả. Chứ không phải là một là một, một mà nó có tất cả. Trong một cái xúc của mình thôi mà nó cũng có hành luôn đó nha. Mới vừa nhận thức cái thích quá, tới hồi biết nó con của ông ba, hồi không ưa. Cái cảm nhận nó đổi liền. Mình thích, đứa nhỏ đó mình thích nó quá đi, mình muốn làm bạn với nó, mình muốn xin xua nó đi, mà tới hồi phát hiện nó con của cái ông nào đó, bà nào đó mình không ưa, cái là thôi khỏi. Thái độ thay đổi liền, cách mình suy nghĩ thay đổi liền. Chứ cái gì mình thích là mình sẽ tiếp xúc nó, mình muốn tiếp xúc nó và sau đó mình muốn giữ nó, gọi là thủ. À, cái đó gọi là cái ái. Mà khi mình thích nó rồi là mình sẽ có cái ái. Ái là mình thích đó. Ái rồi thủ. À, mà thủ rồi á, khi mình thủ nó rồi bắt đầu có nhiều cái mắc kẹt sinh ra. Cái đó gọi là hữu. Chữ hữu này là có. Mà có đây là có cái gì? Có những cái phụ tùng nó sẽ sinh ra. Ví dụ như giờ mình thích một cái bánh đó, mình ái nó cho nên mình thủ nó. Mình thủ nó thì bắt đầu phải làm gì đây? Kiếm chỗ giấu chứ. Không thôi mất làm sao. Mà giờ cái bánh này là phải cất tủ lạnh nè, bánh này là phải cất tủ đông nè, bánh này là phải cất tủ gỗ gì đó, là bắt đầu đi tìm mọi cách để cất nó. Cũng giống như hồi xưa ông Nguyễn Bính á, ông thương cái người đó quá mà ông muốn nói lên là ông không muốn ai mà biết được cái cô này hết á. Không, ông nói là sao? Cô nhân tình bé của tôi ơi, tôi muốn mang cô tận gốc trời, để giấu nhốt cô đừng xuống thế, để mối lo rầu của tôi vơi. Tại vì cô mà xuất hiện là nguy hiểm lắm.
Tôi chỉ muốn cô, tôi giấu cô một góc độ nào, một góc nào đó chỉ có mình tôi được thưởng thức cái đó thôi. Thì cái thứ sáu là lục nhập, cái thứ bảy là xúc, cái thứ tám là ái, tức là mình dính mắc với nó, cái thứ chín gọi là thủ, là mình nắm nó, mà cái thứ mười gọi là hữu, là mình bắt đầu phải có những cái mắc kẹt và phải làm sao để bảo hộ cái đó. Mà khi hữu mà có rồi á thì bắt đầu sinh ra lão tử. Cái gì có thì nó phải thay đổi chứ. Bây giờ ví dụ như một cái bánh mà mình thích quá, mình cất freezer đi, cho dù nó là cái loại bánh cất freezer, cất lâu ngày nó bị gì? Nó bị burn, nó bị chín lạnh, nó bị burn, nó kêu là gì đó, freezer burn, cũng hư. Rồi một cái món đồ là mình thích quá mình cất mà mình không ăn kịp thì nó cũng sẽ bị khô, nó bị héo, nó bị mốc, nó bị hư. Không có cái gì mà nó không biến chất của lão tử. Bây giờ cái cô nhân tình đó mình đem lên trên cung trời mình giấu đi thì cũng sao? Thì cổ đâu có nghĩa là cổ sẽ là tươi mãi đâu, phải không? Không chừng cổ héo còn mau hơn nữa, tại không có ai không có ai cho cổ chơi, cổ làm bạn hết, cổ héo còn lẹ nữa. Cho nên á, trong cái thập nhị nhân duyên Đức Phật nói á, sở dĩ mà chúng ta tạo nghiệp là do vô minh, rồi từ vô minh nó có hành, từ hành mà có thức, từ thức mà có danh sắc, từ danh sắc mà sinh ra lục nhập, từ lục nhập mà sinh ra xúc, từ xúc mà sinh ra thọ, thấy không? Từ xúc mà sinh ra thọ, thọ sinh ra ái, ái sinh ra thủ, thủ sinh ra hữu, hữu sinh ra lão tử. Mà hễ cái gì mà có lão tử thì sẽ có ưu bi khổ não, đúng không? Ví dụ bây giờ mình thích, mình thương người thương của mình quá, mà bây giờ người thương nó bây giờ bắt đầu cằn cõi già yếu đi rồi, mình có khổ não không? Rồi bản thân mình nè đó, mình lâu lâu mình nhìn trên cái gối mình, sợi tóc bạc nằm rơi trên gối không, ta lặng nhìn thương tiếc mỗi thu hoa không? Trời ơi, nhìn sợi tóc còn gì đâu khi bóng xế vườn hoa. có ưu bi khổ não. Rồi bây giờ mình nhìn lại cái thân của mình, nó không còn khỏe mạnh như ngày xưa nữa, có lo, có buồn chứ, phải không? Có nhiều khi mình có thấy trời ơi, trong khi đó mình còn rất nhiều việc phải làm, còn rất nhiều việc chưa hoàn thành, chưa có viên mãn như ý mình, mà giờ già chết nó sắp tới rồi. Nó cũng có những cái chuyện vậy. Cho nên Đức Phật nói hễ có sanh, có lão tử là có bốn thứ ưu bi khổ não. Cái này gọi là tung á. Tung là đi theo hàng dọc vậy nè. Vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc duyên lục nhập, này là tung. Nhưng mà chư tổ dạy mình á, mình không có thể chấp, mình không phải mình chấp nhận nó về hoài, phải không? Mình tu là mình để hoành. Hoành tức là mình đối lại. Sơ nay mình sống vô minh, bây giờ mình tu thì mình phải minh. Phật giáo có minh mà, chứ đâu phải chỉ một bậc vô minh đâu. Thật là có minh. Rồi hễ bên này là vô minh thì bên này là minh. Còn bên này là hành thì bên này mình là gì? Đại nguyện hay là bồ đề nguyện. Không có để cho nó xoay chuyển mình như vậy nữa. Phải phát nguyện. Phát nguyện sao? Thí dụ bây giờ mình quán thân đi. Giờ cái thân này nè, nó vận chuyển, nó già nua, nó cằn cỗi thêm mỗi ngày. Giờ phát nguyện đi, từ nay cho đến hết đời không có để phí cái thời cái tuổi xuân, không có để phí sức khỏe nữa, phải tu gấp, tu rụt, tu rã. Hồi xưa giờ đem cái thân này làm chuyện gì đâu không, mà bây giờ từ đây về sau phải lấy cái thân này, mặc dù nó sẽ thay đổi, nó biến chất đó, nhưng mà phải dùng nó cho Phật Pháp, cho lợi ích, không có để nó ràng rỡ theo xưa giờ nữa. Đó là đại nguyện. Cái tâm của mình nó hay suy nghĩ vận hành lung tung lắm. Bây giờ phải phát nguyện lại, chú tâm vào một việc gì đó thôi, đừng có lung tung nữa. Hồi xưa mình lung tung trên báo chí, trời ơi, tháng nào, ngày nào cũng kiếm báo đọc, giờ đâu thấy ai in báo nữa đâu. Mà bây giờ mình lung tung ở trên internet, nó còn khủng khiếp hơn nữa, phải không? Thành thử mình mà không có
cái minh và cái đại nguyện thì mình sẽ bị vô minh và hành nó lôi mình đi. Từ cái hành mà biến thành đại nguyện. Từ cái thức là cái phân biệt thì mình tu thành ra cái trí. Trí là gì? Là cái gì nhận biết như thật. Cái tưởng là không bao giờ đúng. Cho nên cái bài tụng á, tri giác vẫn thường hay sai lầm. Tri giác đó là vọng tưởng đó. Vọng tưởng là tiếng Hán, mình nói theo biến bây giờ là cái từ ngữ bây giờ là tri giác. Tri là biết. Giác là cái nhận biết của mình, mà cái nhận biết mình chưa chắc đã đúng đâu. Tri giác vẫn thường hay sai lầm, tuệ căn vẫn còn chưa vững chãi. Tại vì sao? Tại vì tâm nhiễm ô còn dễ phát khởi, văn tư tu chưa thực sự vững bền. Đó, mấy cái đó là những cái lôi mình vô cái vòng của vô minh hết. Cho nên khi mình tu đó, mình từ cái thức mình thành ra cái trí. Cho nên đó, tại sao mình tụng kinh đó, lúc mà vô chuông mỏ đó, cái khúc cuối cùng là bốn tiếng mỏ: cốc, 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 cốc. Bốn cái tiếng mỏ đó là chuyển thức thành trí. Chuyển những cái nhận thức sai lầm của mình thành ra bốn cái trí tuệ: đại viên cảnh trí, bình đẳng tánh trí, diệu quan sát trí, đại viên cảnh trí, diệu quan sát trí, bình đẳng tánh trí, còn cái trí nữa quên trí quên tứ trí. Dứt tứ cái bốn cái tiếng mỏ cuối cùng á, cốc, 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 chuyển thức thành trí. Danh sắc, cái danh là cái name, sắc là cái form. Con người mình nó tối ngày cứ sắc với danh mà mình dính mãi, rồi gây gỗ bởi danh sắc vân vân. Bây giờ mình tu á, mình chuyển danh sắc thành gì biết không? Thị hiện. Cái gì cũng là biểu hiện thôi. Thí dụ đi, bây giờ mình nói cái người đó xấu. Rồi, người ta cũng nhiều khi cũng, tất cả các pháp trên cuộc đời này nó chỉ biểu hiện ra vậy thôi, chứ còn nói cho cùng, cuối cùng là cũng có vậy đó. Thí dụ mình thấy cái người đó chết thì mình gọi là tướng chết, phải không? Nhưng mà thật sự ra người đó cũng thể hiện tướng chết thôi. Trên đời này ai cũng phải có cái thể hiện cái tướng đó. Ngày hôm qua Pháp Hòa đi cầu an cho ông bà cụ. Nói cụ chứ không có già, còn trẻ lắm, mới có sáu mấy. Bác sĩ chê, mấy người con mới phone lên chùa, nói thầy có nhớ là 10 tháng trước á, mẹ đi khám bệnh về có dẫn đi ngang vô chùa, có gặp thầy, nó già nhớ. Bữa nay mẹ còn yếu lắm. Hôm trước thầy có gợi ý khi nào mà mẹ muốn thầy về thăm, nói chuyện thì cho thầy hay. Bữa nay con gợi ý, mẹ đồng ý. Pháp Hòa về thăm cái nói chuyện, cái bà nói giờ tụng gì vậy? Tưởng đâu tụng cho chết đó mà. Nói dạ không có tụng. Mấy chú hỏi Pháp Hòa chỉ cần mang chuông mà nó đừng, không cần gì hết á, mình như hình thức đi tới thăm thôi. Rồi ngồi đó chú nguyện cho bà an ủi. Hãy vô bắt hai ghế ngồi bên cạnh về Pháp Hòa với chú Tiểu ngồi trì chú Đại Bi, rồi niệm Phật rồi cho bà nghe. Nói chuyện hồi cái sẵn cái bà mới hỏi vậy chứ mấy người con á, mới nói thôi giờ sẵn có má đây nè, má có tâm nguyện gì má muốn nói không? Cái gợi gợi hồi vậy đó. Cái xong cái bà mới nói theo thầy thấy chết chôn tốt hay thiêu tốt? Pháp Hòa nói dạ cái nào tiện tốt à. Nói chuyện đồ xong xuôi hết hồi, cái bà nói thôi thì bàn nói vậy thôi, nhưng mà cô cứ suy nghĩ đi, khi nào cô muốn cái gì thì cô nói cho gia đình biết rồi Pháp Hòa sẽ giúp. Đi xuống lầu cái mấy người con mới nói trời ơi bữa nay cảm ơn thầy quá, mọi ngày mà chỉ khơi vậy là bà chửi chết luôn á. Bữa nay sao có thầy, bà muốn bà không có sợ hãi gì. Pháp Hòa nói tại vì trước đó Hòa dạo rồi, nó không có gì sợ hết á. Cái chuyện này chuyện bình thường,
Tại vì mình nghĩ cái chữ nó xấu thôi, chứ mình ví dụ mình nói, thay vì mình nói chết phải không, mình nói đi về Phật. Thay vì mình xài cái chữ chết, mình nói mình đi về Phật. Còn nói đơn giản theo người đời là tới ngày đến trăm tuổi già. Chứ còn mình nói làm chi, chừng nào bà hôi nhị tỳ khi nào bà chết, bà hôi nhị tỳ, mấy cái từ đó người ta nghe người ta sợ. Nhị tỳ là cemetery when you go to cemetery, mấy cái từ đó người ta sợ. Nhưng mà mình nói theo cái, rồi thí dụ như thường thường người ta đi sắm quan tài, người ta mua mấy cái đồ mặc chớ mặc liệm, ta nói cái đồ đó người ta đâu kêu để tôi đi mua cái đồ mặc liệm đâu, đâu ai nói vậy. Ta nói gì? Đi mua đồ thọ, đi mua áo thọ. Như vậy thì cũng là cái chuyện đó thôi, nhưng mà cái từ mình dùng, thật ra thọ không thọ gì, trước sau cũng nằm đơ đó, nhưng mà mình nói vậy để cho mình thị hiện cái tướng. Người ta thấy chết cũng là một sự thị hiện, bệnh cũng là sự thị hiện. Cho nên nếu mình khổ với cái gọi là danh sắc thì bây giờ nó thành ra thị hiện, thị hiện hết. Giống như mẹ đó, thương con chứ, nhưng mà nó lì quá, lâu lâu phải thị hiện, trợn mắt một cái, lấy roi vỗ trên bàn một cái, thị hiện cái tướng bà chằn để cho đứa con nó nghe lời. Ngày lâm tế mà vô mà hỏi ngài lạng quạng là ngài lấy cây ngài phan không đó. Nhưng mà ai dám nói ngài phạm tội gì đâu, tại vì ta biết ông này ông tổ. Mình vô là mình sẽ được ăn gậy, mà gậy xong rồi là tỉnh thức hết. Còn bây giờ mà đệ tử nó vô nó hỏi mình cho nó ăn gậy là mình sẽ vô cảnh sát, mình sẽ ăn gậy với cảnh sát. Danh sắc thị hiện. Lục nhập phải không? Là xúc phải không? Là xúc là lục nhập, tức là sắc thọ tưởng gì thân sắc mắt tai mũi miệng á. Thì bây giờ mình tu mình biến nó gì thành ra cái thân thọ dụng. Đấy, như hồi nãy Pháp Hòa nói vậy đó. Cái thân này trước sau gì nó cũng phải bại hoại, nhưng phải dụng cái thân này cho đúng. Cái đầu óc của mình, mình có một khối óc, mình phải sáng chế, mình phải nói những cái gì lợi lạc cho mọi người, những cái gì mà nó không mang lợi lạc cho người ta mình giảm nói đi. Còn ví dụ như những chuyện đó dư người nói rồi, giờ mình nói những cái gì lành thiện, thí dụ vậy đó. Thân thọ dụng. Giờ thay vì mình sống với lục nhập cũng sắc mắt tai mũi miệng thân đó, nhưng mà con mắt của mình nó không có nhìn, không có thấu đáo, miệng của mình, thân của mình, bây giờ chuyển nó thành ra cái gọi là thân thọ dụng. Ở trong Phật pháp có cái từ là thọ dụng thân đó, mà là thọ dụng thân tức là ứng thân đó, trong ba thân á, pháp thân, ứng thân, hóa báo thân á, thì cái thân thọ dụng là cái thân very useful, useful body. Chuyện gì mình cũng có thể thọ dụng được hết, ứng dụng sống được hết. Rồi cái kế là gì? Có danh sắc, rồi có lục nhập, hay lục nhập sanh ra xúc. Thì thay vì hồi xưa mình tiếp xúc mình khổ đau, bây giờ là xúc thanh tịnh. Tiếp xúc cái gì? Thanh tịnh cái đó. Khi sáu căn tiếp xúc sáu trần, câu kế là gì nè? Đem ý thức tinh chuyên phòng hộ, đó là xúc thanh tịnh. Hồi xưa mình xúc chạm mắt thấy sắc, tai nghe âm thanh, bực bội khó chịu, và xúc thanh tịnh. Thọ, thọ là gì? Là feeling, là cảm thọ. Thì bây giờ là thọ thanh tịnh. Tại sao? Tại vì mình xúc thanh tịnh, mình tiếp xúc thanh tịnh thì cái cảm thọ mình phải thanh tịnh thôi. Rồi thủ, thủ là gì? Nắm giữ. Thọ rồi tới ái. Ái là gì? Yêu đắm.
Thì bây giờ mình tu, mình chuyển ái thành ra từ bi, hỷ xả. Thành ra bi, thành ra hỷ, thành ra xả. Bi là thương, nhưng mà trong cái thương này phải có hỷ xả nha. Tôi thương nó lắm, bởi vì nó làm trái ý tôi mới hận nó tâm can vậy đó. Cái này là thương mà không có hỷ xả. Thương phải hỷ xả. Rồi, thay vì mình ái thì mình lại từ hỷ xả. Rồi thay vì mình thủ này thì bây giờ mình chuyển thành gì? Chuyển thành ra tự tại. Tự tại là sao? Không có ràng buộc. Thí dụ bây giờ Pháp Hòa thích cái máy này. Cái máy này rất là tốt, nó truyền âm thanh rất là tốt. Thủ nó, giữ nó. Mà giữ thì nghĩa là không xài, và có xài thì phải có hư. Giống như mấy bữa trước á, và Pháp Hòa mới hỏi mấy thầy cái, tại vì Phật tử gửi email về nó, ủa sao cái clip tụng kinh đó con thích quá mà giờ mất tiêu cái clip đó rồi. Pháp Hòa đâu có biết trời đất gì đâu, mới hỏi mấy thầy. Mấy thầy mới nói tại vì cái bữa đó âm thanh nó bị trục trặc. Hỏi âm thanh nào? Cái cục mà thầy đeo. Có bữa này nó connect, có bữa nó không. Thật ra mình nhớ là thật ra cái nút gì cũng vậy, mình bấm hoài một ngày bao nhiêu lần á, lâu ngày nó cũng sẽ hư. Cho nên hôm trước mà mới nói thôi đi mua một cái về xe cua. Bữa nào nó hư mình còn có, mình thay đổi chứ. Rồi bất chợt mà bây giờ order không phải mấy ngày, cả tuần. Mà mình biết như vậy, một ngày mà mình cứ bấm ra bấm vô về nhiều ngày thì nó cũng sẽ hư. Thì khi nó hư thì mình phải tự tại với nó. Trời ơi sao con hư vậy con. Thích con quá mà sao con hư vậy con. Thì cái này là không, thế là mình thủ nè. Mà thường thường đại chúng để ý cái gì là thủ là không dám xài. Mà không dám xài thì lấy gì? Sợ hư. Mà hãy sợ hư thì không xài. Thì nhiều khi có cái máy bóp vai, bóp lưng gì đó, thôi bấm hoài nó hư, để một thùng cất. Rồi sao đau nhức gì? Đau nhức dữ lắm, than dữ lắm mà không dám đem ra xài, sợ nó hư mãi. Là thủ. Mà khi thủ rồi á, cho nên mình tu là mình phải có cái gọi là gì? Tự tại. Rồi khi mà thủ rồi, hữu tức là mình tạo tác ra những cái gì mà để bảo vệ nó. Bây giờ phải sao không? Biết rồi. Diệu hữu mà chân không. Cái này Bát Nhã đó. Sao gọi là diệu hữu chân không? Cái bàn này có không? Có không? Có. Nhưng mà nó có một cái rất là diệu hữu, là vì nó đang còn tốt vậy để mình xài nè. Đây là diệu hữu. Nhưng mà mình khi nó còn đây, mình vẫn thấy rằng đây là do những cái không phải cái bàn mà ráp lại, gỗ đinh nó ráp lại. Và nó cũng có thể cháy bất cứ lúc nào nếu ai đốt nó. Thật ra có thể mất bất cứ lúc nào nếu ăn cắp nó. Cái này gọi là chân không mà diệu hữu. Cái thân mình là không nè, một ngày nào đó rồi mình cũng trả về cho đất nước gió lửa hết. Nhưng mà thiệt sự cái không này nó màu nhiệm không? Quá màu nhiệm luôn. Từ một cái trứng rất là nhỏ, tự nhiên nó hành, nó bắt đầu 9 tháng 10 ngày nó ra một đứa nhỏ, rồi nó sanh ra đi lẩm đẩm, nó bò. Sáng thì 4 chân đi nó bò, trưa 2 chân bước, là giống như tuổi mình giờ nè, bước 2 chân phải không? Vài năm nữa là thêm chân thứ 3 nghe không? Chiều thì 3 chân. Cho nên rồi thì sao? Cái thân này nó không, nhưng mà hiện tại bây giờ mấy mươi năm nay mình sử dụng nó một cách rất là màu nhiệm, cho nên thân này là diệu hữu, nhưng mà bản chất nó là chân không. Cái hôm mà đi hỏa táng của Diệu Thức, khi mà đẩy cái quan tài vô trong cái lò thiêu, tự nhiên Pháp Hòa có cái cảm xúc mà mình suy nghĩ. Một người Phật tử sống chết với chùa suốt 30 năm, từng cái bắp cải, từng cái mì căn, từng miếng đậu hũ, từng miếng bánh, vân vân, bao nhiêu việc cô làm cho chùa trong suốt 30 năm. Bây giờ chính mình là người tiễn cô đi vào trong cái lò thiêu này. Rồi không mấy chốc nữa cô chỉ là một cái hũ cốt thôi.
Thì khi mà trong 30 năm, đó là nói cho chùa thôi, chứ còn cổ sống tới 84 tuổi mà, thì trong mấy chục năm qua, cuộc đời của cô đã làm quá nhiều việc cho gia đình, cho chồng, cho con. Chỉ là với mình thì 30 năm thôi. Có phải là chân không diệu hữu không? Đó, chân không là một nắm tro đó. Một cái diệu hữu là trước khi nó trở thành nắm tro, mình đã sử dụng nó một cách thọ dụng. Mình đã use cái thân này một cách meaningful. Thay vì mình để cho cái thân này useless. Tu là phải vậy. Tu là mình biết chuyển từ cái dở ra cái hay, từ cái vô dụng trở thành ra cái hữu dụng. Còn nếu mà ngày nào mình phát hiện ra mình vẫn nói thập nhị nhân duyên, nhưng mình vẫn sống theo cái đường lối tung đó, vô minh hành vậy đó, để cho nó vận chuyển mình, thì cái này các tổ dạy là mình chưa biết chuyển hóa. Đây là Pháp Hòa dựa theo lời của chư tổ dạy. Chư tổ dạy mình vô minh như vậy đó, cái giáo lý nó vậy. Nhưng mà mình phải tu làm sao để mình chuyển lại hết. Cho nên từ cái hữu mà mình thấy ra được cái chân không diệu hữu, từ cái sinh mình đi tới chỗ vô sinh. Vô sinh là gì? Mình không có thấy sự gọi là sống chết gì nữa, tại vì nó chỉ là một sự luân chuyển thôi. Ví dụ bây giờ chiều nay trên Tây Thiên, quý vị nói thầy Pháp Hòa mất rồi, không có trên Tây Thiên. Nhưng mà Pháp Hòa đâu có mất hẳn đâu, Pháp Hòa đang hiện ở đâu? Hiện ở Trúc Lâm. Điều này Pháp Hòa nói với mấy thầy mấy chú bao nhiêu năm nay. Hồi cái thời mà đi thường, Pháp Hòa nói với mấy chú đó, tuần lễ nào mà mấy đứa không thấy thầy ở nhà thì đừng có nghĩ rằng thầy không làm việc, thầy đang không giảng ở đây thôi. Nhưng mà công việc giảng của thầy vẫn còn đang tiếp diễn ở một quốc độ khác, chứ thầy đâu có nghỉ ngơi. Cho nên thầy ẩn ở đây nhưng mà thầy hiện chỗ khác. Kiểu khi mình thấy được như vậy thì không sanh không diệt là vậy đó. Mẹ mình đâu có mất hẳn đâu, mẹ vẫn đang ở trong mình. Hôm rồi có một cái đám tang, thì có một cái đứa cháu trong nhà nó hút thuốc dữ lắm. Thì người dì nó mới chạy tới Pháp Hòa nói thầy, thầy bữa hôm thầy khuyên nó có một chuyện đừng uống rượu mà nó bỏ rượu tới giờ luôn á, mà thầy không có khuyên hút thuốc cho nó vẫn hút. Bữa nay thầy khuyên nó đi. Thầy nói là nó chờ bữa hôm là vô tình nói, bữa nay tự nhiên khơi về biết nói làm sao. Nghĩ tới nghĩ lui mà bây giờ mình trực tiếp mình nói nó thì khó. Em Pháp Hòa nhân cái dịp mà về chùa An Linh rồi xong, gia chủ còn đứng đó, cái Hòa mới nói hôm nay quý vị hoàn mãn cái tang lễ cho bà rồi, Pháp Hòa rất là hoan hỷ thấy quý vị biết lo cho bà trọn vẹn rồi vậy ha. Với cái nhìn thế gian thì mình thấy có sống có chết vậy đó, nhưng mà thật sự bây giờ nhìn sâu bà đâu có chết đâu, bà đang có mặt trong các cháu nè. Bây giờ bà biến hiện nhiều hơn nữa, linh hơn nữa, đâu phải một, không có một thân thể của một người nữa, mà bây giờ bà đang ở trong mấy chục con cháu đây. Cho nên ai mà biết thương bà đó, giữ thân cho tốt. Nếu mà mình uống rượu, mình hút thuốc, mình làm những cái điều sai trên thân mình, thì mình cũng đang làm cho bà bị tổn thương, bà bị bệnh đó. Bà đâu có chết đâu, bà đang trong tất cả quý vị. Xong cái hồi của bà gặp nhỏ nói tiếng Anh đó, con có nhận cái, con có, do you receive my message today? Nói yeah. Con có nhận được cái thông điệp thầy gửi chưa? Nhưng mà mình không có đi thẳng với nó, mình nói chung chung. Khi mà Pháp Hòa nói á, mình phải biết giữ thân mình mà sống, mà không mình mà hại thân mình bằng rượu, bằng thuốc, bằng xì ke, ma túy, bằng những cái gì mà nó làm tác hại đến thân mình, tức là mình bệnh, mà mình bệnh tức là bà ngoại mình bệnh, bà nội mình bệnh, cái cả nhà ngó về nó mà nó đâu có biết. Tại vì mình đứng trên này mình nhìn xuống mình mới thấy. Nhưng mà ở đây Pháp Hòa chỉ nói, thì Pháp Hòa nói là cái vô sinh là mình thấy hiện tượng thế gian, mình thấy có sinh có diệt, đúng không? Nhưng mà thật sự với cái nhìn của Đức, của Đạo Phật á, sự tiếp nối giống như Đức Phật mình thôi. Mình thấy Đức Phật mất 2000 mấy trăm năm rồi, nhưng mà Đức Phật thật đâu có mất đâu, đúng không? Đức Phật vẫn còn đang tiếp nối bởi chúng ta. Mặc dù mình không phải là người Ấn Độ,
Mà bây giờ Đức Phật được tiếp nối một cách rất mầu nhiệm, không phải bằng một ngôn ngữ, mà Đức Phật đang được tiếp nối bằng rất nhiều ngôn ngữ, bằng rất nhiều văn hóa, bằng rất nhiều truyền thống. Nếu mà Đức Phật chỉ hạn hẹp ở trong Ấn Độ là mãi mãi trên bàn chỉ có dĩa cà ri. Mà bây giờ Đức Phật đã đi cùng khắp, cho nên là Phật biết chả giò là gì nè, phải không? Phật biết xôi là gì, mà Phật biết bánh canh là gì. Chứ còn Đức Phật mà chỉ hẹp ở trong Ấn Độ thôi là Đức Phật chỉ biết cà ri thôi. Thì mình mới thấy được như vậy. Và cái cuối cùng là gì? Là lão tử, tức là già chết. Mà cái chuyển của cái già chết là gì? Là hiện pháp niết bàn. Tất cả những cái gì chúng ta đang sống ở đây, không, thay vì mình lo tới cái lão tử, phải không, an trú trong giây phút hiện tại, có niết bàn ngay trong giây phút này đó. Ví dụ như hồi xưa giờ mình đi đứng tự do mình đâu thấy hạnh phúc đâu. Tự nhiên năm mấy nay bị giam chân quá trời rồi, có lúc bị không được gặp nhau, gặp nhau là bị phạt, ngồi chung xe bị phạt. Hồi xưa ngồi chung xe đâu thấy gì hạnh phúc đâu, bữa nay được ngồi chung xe thấy hạnh phúc ghê gớm lắm, phải không? Rồi ngày xưa là được đi thoải mái, bây giờ đi, hồi xưa tụng kinh ngồi ngang ngồi dọc, mấy bữa trước ngồi lén không. Thì Pháp Hoàng mới nói vậy, tức là niết bàn là gì? Niết bàn là nhiều khi mình sống trong niết bàn nhưng mà xưa giờ mình không biết. Đó, lâu lâu có một biến cố xảy ra vậy đó, để mình biết được niết bàn là gì. Không sầu nhìn khổ sầu, bậc trí đứng núi cao, nhìn kẻ ngu đất bằng. Đó là cái câu như thi kệ. Còn cái câu mà Trường Hàn là: nhờ trừ hết buông lung, kẻ trí không còn lo sợ gì. Bậc thánh hiền khi bước lên lầu cao của trí tuệ, nhìn lại thấy rõ kẻ ngu si ôm nhiều lo sợ. Chẳng khác nào khi lên được núi cao, cúi nhìn lại muôn vật trên mặt đất. Mình đọc cái câu Trường Hàn thì có thể mình sẽ dễ hiểu hơn cái câu thi kệ. Cái câu này là cái sự việc là một hôm ngài Đại Ca Diếp đi khất thực về. Sau khi đi khất thực về thì ngài mới thọ trai. Thọ trai xong thì ngài bắt đầu mới ngồi thiền. Và trong khi ngồi thiền á, thì ngài lại có một cái tư duy, có cái quán chiếu. Ngài mới thấy rõ là có những người, người ta vẫn còn đang đau khổ, người ta sống với cái khổ đau đó mà người ta không hề muốn thoát khổ. Rồi có những người khổ mà chưa bao giờ nhìn lại cái khổ của mình. Cũng giống như một người đã đi lên núi cao, nhìn xuống thì thấy người đi ngã này, kẻ đi ngã kia. Tại thường thường mình đứng trên cao mình mới thấy rõ mọi người phía dưới. Cái người tu tập cũng vậy. Khi mà mình có được cái trí tuệ cao rồi á, cái nhìn xa rồi á, thì mình mới thấy được những cái tâm niệm, những cái cách nhìn, những cái cách nghĩ của mỗi người. Không có trách, nhưng mà mình thấy tội cho những ai mà còn chưa thấy được cái chân lý, cái lẽ thật. Vậy thôi. Ví dụ như ngài Ca Diếp á, ngài là một vị tổ mà cái hạnh của ngài là tu khổ hạnh. Vì vậy cho nên á, ngài dễ buông xả lắm. Tại vì không có gì hết á. Hồi xưa người ta có cái câu á: tăng là các nhà sư thanh tịnh, thể không không chẳng dính bụi trần, ly gia các ái khinh thân, dứt trừ bổn ngã lãnh phần độ sanh. Một y một bát tùy thân, ba y một bát tùy thân. Ta mỗi người có một ba y, có một cái bát. Thì ở trong cuộc sống này á, mỗi người chúng ta ai cũng có một cái nhìn.
mà mình cũng không thể nào nhìn giống người khác, mà cũng không thể nào bắt người khác nhìn giống mình đó. Nhưng mà mình phải có một cái tâm mở rộng để mình tiếp nhận mỗi người. Người ta nhìn, có những người nhìn rất là hẹp. Thí dụ như một con giếng đó, có gì con cóc nó ở dưới giếng nước á, nó thấy trời bao lớn. Con cóc ở dưới giếng nhìn thấy trời bao lớn, bằng với cái miệng giếng thôi. Nhưng mà khi nào mà con cóc nó nhảy ra khỏi miệng giếng thì nó mới nhìn thấy trời bao la. Mình cũng vậy. Khi mà mình chưa có thấu đáo được thì mình cũng nhìn y chang vậy. Có nhiều người xưa chưa biết tu tập thì người đó làm sao? Không có nhìn cái gì, nó cũng nhìn rất là hẹp, dễ phiền, dễ trách, dễ giận, dễ hờn lắm. Nhưng mà khi mình phóng cái nhìn mình ra xa rồi thì mình dễ chấp nhận mọi người hơn. Mỗi người có mỗi cách sống. Cho nên á, đại chúng để ý á, cũng tất cả chúng ta đều có con mắt giống nhau, nhưng mà mỗi người nhìn mỗi kiểu. Nhìn người thì nhìn cảm thông, người thì nhìn biết thương. Có nhiều người nói sao? Trời, nhìn thấy ghét. Nhưng mà có khi sao? Nhìn thấy thương. Vậy cũng là cái nhìn đó đó. Nhưng mà tại sao người thương kẻ ghét? Hễ khi nào mà tâm từ bi mình có đủ, trí tuệ mình có đủ thì mình thương, mình thông cảm. Còn khi nào tâm từ bi mình không đủ, trí tuệ mình không đủ thì mình ghét và mình giận. Cũng là cái miệng. Nhưng mà có những người nói những lời nói dễ nghe lắm, nhưng mà có những người nói rất là khó nghe. Cũng là một cái cách xây dựng. Nhưng mà có những người nói người ta không chấp nhận được, cái cách nói làm cho người ta khó chịu lắm. Nhưng mà cũng một cái cách xây dựng đó. Nhưng mà cái người trí người ta nói đó thì người ta luôn luôn nói với cái cách nói mà người khác nghe rất là dễ. Vậy thì tất cả cái nguồn nó từ đâu? Từ cái sự thiền quán định tĩnh của chúng ta. Cho nên ngài các trong Phật giáo, cái pháp tu mà quan trọng nhất đó là sự định tĩnh. Nói cách khác là tu thiền. Ở đây không có cái ý là đề xướng pháp tu thiền, tu tịnh, tu mật. Nhưng mà thiền á, nghĩa là cái khả năng dừng lại tất cả mọi sự lăng xăng để chúng ta định tĩnh và nhìn xa biết rộng. Cho nên hồi nãy á, thầy Tịnh Tà Huệ Tạng có giới thiệu thiền có hai loại thiền đó. Thiền chỉ và thiền quán. Thiền chỉ là dừng, thiền quán là nhìn sâu. Stopping and deep looking. Thế đó mình mỗi ngày nếu mà chúng ta dừng lại, như tuần rồi mình cũng học cái này đó. Vậy thì không phóng dật là gì? Phóng dật nghĩa là chúng ta buông luôn, chúng ta chểnh mảng. Pháp Hòa ví dụ như mình đi chơi, nhưng mà mình không biết dừng lại giờ giấc đó thì mình đi chơi quá giờ. Mà đi chơi quá giờ cái về quá trễ, về quá trễ thì phải ngủ, ngủ trễ, ngủ trễ cái đi làm trễ. Cái này mình cũng nói rồi, tức là chúng ta luôn luôn hễ cái này mà nó trễ thì các thứ khác nó trễ theo. Vì vậy cho nên cái tập sống của chúng ta là chúng ta sống phải có giờ giấc, có chừng mực, để chúng ta đừng có bị buông lung, dễ vui, phóng túng. Mà cái từ trong tiếng Hán gọi là phóng dật. Và chúng ta thường nói là phóng túng, dễ vui, buông lung, chểnh mảng. Không có đủ cái khả năng dừng và không có đủ khả năng nhìn. Nếu mà người nào chúng ta tự ý thức tuổi tác, sức khỏe thì tự động chúng ta dừng lại những cái gì chúng ta không nên làm và biết đi sâu hơn. Thí dụ như hồi đó mình không thích ăn cháo, tại vì tuổi trẻ mà không thích ăn cháo thì cháo nó rất là mau tiêu. Nhưng mà lớn tuổi chút cái tự nhiên thích ăn cháo.
Tại sao? Giờ cháo dễ chịu, tối ăn cháo dễ ngủ. Hồi đó ăn cháo không thích, và bây giờ ăn cháo mình thấy dễ tiêu. Vậy thì mỗi một cái thời điểm nó khác. Thì khi mà ngày Xá Lợi, khi mà ngày Ma Ha Cái Diếp, ngày quán như vậy, ngày nhìn thấy như vậy, mọi người, cho nên rồi Đức Phật, lúc đó Đức Phật đi tới và ngài biết được ngài cái cách tu, cái cách thiền quán của ngài. Và thưa đại chúng, là cái nhìn của Đức Phật, cái nhìn của một bậc thánh tăng, cái nhìn của một người phàm phu, cái nhìn của một người mới vừa tu, đang tu và tu lâu đều khác nhau hết. Ở trong kinh Tương Ưng á, có kể lại một cái câu kinh. Đây là câu kinh Đức Phật nói: cha sầu vì con cái, ý nó là cha mẹ sầu vì con cái, người chăn sầu vì bò, tức là cái người làm người chăn bò nó sầu vì con bò, người con người mình á, người sầu vì y sanh, không y sanh không sầu. Cái câu ý của Đức Phật là trên đời này á, cha mẹ thì lo rầu vì con cái, người mà có của cải sản nghiệp thì rầu vì của cải sản nghiệp. Phần lớn con người của chúng ta ai cũng sầu vì cái gì? Vì cái sự luân hồi sanh tử, sanh ly tử biệt của mình. Cho nên, nhưng mà với cái người không biết thì họ đâu có thấy cái đó. Mà bây giờ nhìn kỹ lại coi, có phải là mỗi người chúng ta ngồi đây ai cũng có nỗi sầu riêng không? Cho nên ăn sầu riêng được cũng là bình thường. Tại vì ai cũng có sầu riêng hết á. Mỗi người sầu mỗi cách. Vì vậy cho nên đó là cái nhìn của ngài. Ngài thẩm thấu được, thấy tất cả chúng sanh mình, mỗi người sống mỗi kiểu. Cho nên mình cũng đừng có nghĩ rằng ai cũng phải giống mình, tại vì mình cũng không bao giờ mình giống ai hết á. Mà sở dĩ mà chúng ta còn sống chung được á, là tại sao biết không? Là tại vì chúng ta có cái nhìn, chúng ta có cái quán, là vì mỗi người mỗi khác, cho nên chúng ta mới có thể ngồi lại được đây. Pháp Hòa ví dụ đơn giản thôi. Nhiều khi mình mới nói á, hai vợ chồng mà có cùng sở thích giống nhau, có khi thì tốt mà cũng có khi không tốt. Thí dụ như nói hai người mà cùng thích sầu riêng, cái không đủ sầu riêng ăn. Hai người thích cái gì đó là trong một cái món đó mà có người không thích là sẽ có phần dư, mình mới được ăn nhiều. Cho nên có nhiều khi trong cuộc đời có những cái mà chúng ta thấy thôi vậy cũng được, nhờ vậy mà cái này nó sanh. Ở trong người xưa ta hay nói cái câu thánh trí nan, thánh trí cao thâm, phàm tâm nan trắc. Cái trí của bậc thánh nó cao sâu lắm, mình lấy cái tâm của phàm phu của mình không có đo lường được. Nan trắc, không có biết đường đâu mà mình trắc nghiệm cái lấy cái tâm của người phàm mà đi trắc nghiệm cái ý của bậc thánh thì khó vô cùng. Cho nên việc gì mà các bậc thánh người ta làm đều có cái ý nghĩa. Mà chúng ta không biết thì chúng ta nói cái nó phạm lỗi. Đạo thánh ở đây là gì? Nghĩa là những người có cái biểu tượng cho những người sống có cái ý. Làm việc gì ta có ý tứ, người ta có cái suy nghĩ xấu xa. Tại sao việc đó làm như vậy? Mình không biết gì hết trơn, cái mình tới mình, mà trong cuộc sống mình nhiều khi mình thấy vậy cái mình tới mình la làng lên, mà mình đâu biết là người ta làm vậy nó có cái ý nghĩa, chứ không phải là người ta tự nhiên không người ta làm. Cho nên nhờ mình hiểu như vậy, nhờ mình hiểu được như vậy, cho nên mình không có bị cái khổ. Người trí dẹp phóng dật, với hạnh không phóng dật, leo lầu cao trí tuệ. Sống mà không có dễ vui, không có buông lung thì thẳng cứ con đường đó mà đi.
Cũng giống như mình đi trên đường thôi, mình mục đích mình đi đâu thì mình không có ghé, mà ghé nhiều quá một lát là bị trễ. Và một lát nữa mình đi tới cái trễ mà cái mục đích chính mình muốn. Người tu cũng vậy. Bây giờ đối với các người, các vị xuất gia thì chúng ta muốn gì? Mình muốn sự tu tập của mình nó có tiến bộ, thì chúng ta chắc rằng phải dẹp bớt đi những cái thú vui thường tình mà người đời người ta vui. Mình cũng có những lúc mình giải trí, nhưng mà cái đó chỉ là những cái phụ thuộc khi nào có thời gian thôi. Còn cái chính của chúng ta là để nhiều thì giờ trong cái việc tu tập, học hỏi, nghiên cứu. Nhờ như vậy cho nên mình mở mang trí tuệ tu rất là thăng tiến. Các vị nào mà người ta ở trong các thiền viện á, lâu lâu người ta cho các vị đi nhập thất. Nhập thất là gì? Nhập thất nghĩa là cái vị đó đi vào trong một cái thất, một cái nhà nhỏ vậy đó. Rồi người đó ở trong cái tịnh thất đó, hạ thủ công phu mà không có tiếp khách. Mà trong thời gian nhập thất không đọc sách, không nghe băng giảng luôn. Tại sao? Tại vì đọc sách và nghe băng giảng cũng còn bị chi phối. Tại vì mình đọc là mình phải suy dự yến, mình nghe là mình bị cái vị giảng sư, là người ta giảng là người ta phải dẫn chứng, cho nên dẫn họ có đôi khi mình đi theo cái lời dẫn đó. Những vị mà người ta hạ thủ công phu là trong thời gian nhập thất là không nghe băng, không đọc sách, chỉ thuần túy là tu tập thôi. Ví dụ như vị đó muốn sám hối thì dành hết thời gian ngoài giờ nghỉ ngơi ăn, là thời gian còn lại là lại sám hối. Hay vị đó muốn ngồi thiền thì phải chia thời khóa ra một ngày bao nhiêu thời ngồi thiền mà không làm việc khác. Nhưng mà ngược lại, có những vị nhập thất để làm gì? Để xem kinh. Bây giờ kinh điển nhiều quá, bây giờ tôi cần nhập thất 2 tuần, 3 tuần, 1 tháng, tôi lấy bộ kinh đó ra tôi đọc, tôi nghiền ngẫm, tôi nghiên cứu để tôi biên soạn. Rồi sau đó, sau khi ra thất rồi, tôi lấy cái bài kinh đó tôi giảng cho đại chúng nghe. Có nhiều khi sáng ra cái pháp hòa dự định là sẽ làm việc này, việc này mình muốn làm, đùng một cái sáng hôm đó những cái chuyện nó không có nằm trong danh sách đó, nó tới. Phải đi này, phải tiếp này, phải lo kia, cái công việc của mình nó delay lại. Thì tối mình phải làm bù. Cho nên á, người trí dẹp phóng dật, với hạnh không phóng dật, leo lầu cao trí tuệ. Vậy mình dẹp qua được những cái kia thì mình sẽ đi thẳng một đường. Không sầu nhìn khổ sầu. Cái người tu là người hết sầu. Tại sao sầu? Tại mình không hiểu mình mới sầu. Thí dụ như mình hiểu là có thân thì phải có già, có bệnh, có chết. Cuộc đời này á, nếu mà chúng ta hiểu một điều rằng tất đời này chúng ta thường gọi là cõi tạm, cõi này là cõi tạm. Vậy thì những cái việc gì nó xảy ra trong cái cõi này thì nó là tạm hay nó thật? Nó là tạm luôn. Bởi vì cái cõi của nó cũng là tạm, thì có việc gì trong cái cõi tạm này mà nó mãi mãi đâu. Hai người ta gây lộn vậy đó, mà hai tuần lễ sau thấy quê rồi. Vậy thì cái gây lộn nó cũng đâu có thật, nó đâu có thiệt đâu, nó đâu có mãi mãi vậy đâu. Nhưng mà rồi cho người mình giận luôn người đó đi nữa đó. Hễ nghe người đó chết cái cũng tới thắp cây nhang. Và mình sẽ nói một câu cho nó có vẻ như là mình là người cao thượng, phải không? Thôi, tới thắp cho nó cây nhang đi. Nghĩa tử là nghĩa tận. Cái tình nghĩa lúc chết đó, thấy không? Nó mới trọn vẹn. Chà, nghĩa tử là nghĩa tận. Người đó thiếu nợ mình kiếm nó mình đòi, mà không gặp nó đâu chửi đó. Vậy mà nghe nó chết rồi cái tới thắp cây nhang, thôi mày trút sống thiếu nợ tao không trả nha. Bữa nay ta thắp nhang xóa sổ. Cho nên nếu mà chúng ta biết được cõi này là cõi tạm, thì cái gì mà chúng ta có mà lỡ nó mất á, thì chúng ta sẽ nhẹ lòng chút, buồn. Không buồn đâu, buồn. Nhưng mà cuối cùng rồi vẫn thấy được chân lý. Thôi,
Một đời ta, ba đời nó. Mình không xài đi, người khác xài. Ví dụ như mình lỡ đi đường mình rớt 50, tiếc hùi hụi gì đó. Nhưng mà đừng lo, không ai thấy tiền mà không lượm hết á. Người nào mà lượm được 50 đó, người ta có, người ta xài. Nhìn như vậy cái gì, hồi nãy mình sầu giờ hết sầu rồi. Cho nên không sầu, nhìn khổ sầu. Cái người không có còn sầu, nhìn lại cái khổ sầu, như người trí đứng ở bậc cao mà nhìn cái người bình thường ở dưới mặt đất. Mấy lúc này á, mấy tuần, tại vì mình đang học cái phẩm không phóng dật, cho nên là trong này hay dùng cái từ trí với ngu. Thì Pháp Hòa đã giải thích nhiều lần, trí là người thấy lẽ thật, ngu là người mê mờ không thấy lẽ thật, gọi là ngu. Chứ không có cái ý là chửi bới, mắng nhiếc người đó là đần độn gì hết á. Chữ ngu trong tiếng Hán nó đơn giản là không thấy chân lý. Cho nên mình mới có một cái quyển kinh gọi là Kinh Hiền Ngu, kẻ hiền người ngu. Ở trong phim á, thường thường nó có hai nhân vật, phải không? Cái nhân vật gọi là thiện và nhân vật ác. Và cái nhân vật ác á, thì nó luôn luôn nó phản ảnh là nó làm cho cái người thiện nó làm sao, nó nổi bật lên. Cho nên trên đời này cũng vậy á, có những người, người ta sống, người ta nghĩ người ta thông minh, người ta lường gạt đủ người hết trơn á. Nhưng mà đối với người trí á, cái người mà sống vậy là dại, là ngu. Tại sao? Vì không biết rằng cái quả khổ đó đang đến với mình. Mình đang gieo trồng cái nhân khổ mà mình không biết. Cách đây mấy ngày có một vị phone lên chùa, khóc lóc rồi, nói bệnh không có tiền chữa bệnh, không có tiền mua thuốc, xin quý thầy cho tiền. Pháp Hòa hỏi, vậy thì cô địa chỉ ở đâu, số phone gì? Không cho. Nói không, giờ muốn đưa tài khoản cho bỏ vô à. Không cho địa chỉ mà cho tài khoản. Rồi thì một phone khác thì cũng có người khác gọi lên. Rồi khi mà xin địa chỉ số phone, cái cúp phone, cái phone ngàn. Thì thưa đại chúng là, cho nên á, nhiều khi á, mình sống ở trong đời, mình lấn lướt người khác, mình nghĩ mình là người khôn, mình là người trí. Nhưng mà đối với cái người trí á, thì người ta mới thật nhìn mình không phải là người. Tại sao không phải là người biết sống? Vì mình đang gieo cái quả, cái nhân xấu, thì cái quả xấu nó đang đến với mình mà mình không có biết. Cho nên á, cái người trí đứng trên núi cao, nhìn kẻ ngu đất bằng. Nhờ trừ hết buông lung, kẻ trí không còn lo sợ gì. Mình không có sống dễ vui buông lung thì không sợ gì hết. Thánh hiền khi bước lên lầu cao của trí tuệ, nhìn lại thấy rõ kẻ ngu ôm nhiều lo sợ. Chẳng khác nào lên được núi cao, cúi nhìn lại muôn vật trên mặt đất. Cái câu kinh này không, Đức Phật không có tự nói, mà do cái nhân duyên là thấy được Ngài Ca Diếp tu thiền và quán chiếu. Cho nên ở trong chùa thường thường á, đời sống của các vị xuất gia, cái gì cũng sợ các vị bị phóng túng buông lung, cho nên lúc nào cũng thúc liễm. Ví dụ lên ăn cơm, quý vị thấy không? Trước khi lên ăn cơm là cả một nghi thức, cả một cái nghi thức. Có nhiều vị nói trời ơi, có ăn có một bữa cơm mà nghi thức đủ kiểu hết. Thật ra cái nghi thức để làm gì? Nghi thức để đưa cái người hành giả ăn cơm đó từ từ trở về định tâm để ăn bữa cơm mà không có phạm lỗi. Ăn bữa cơm mà biết tư duy, biết quán chiếu cái công khó của người làm, mà chứ không phải là ngồi xuống cái là ăn. Mà thường thường mình có khuynh hướng á, cái cách thói quen của mình á, ngồi xuống là ăn xong làm gì? Đứng dậy liền. Có khi ăn xong rồi ngồi nói chuyện, nhưng mà cũng không hề nghĩ nói tới cái công lao khó nhọc của người nấu. Mà ngồi xuống thì ăn rồi thì nói chuyện
không có dính dáng gì cái công khó của người. Cho nên á, ở trong Phật giáo Bắc truyền á, cái chỗ ăn cơm á và cái giờ ăn cơm á gọi là quá đường. Chữ quá là gì? Quá nó có hai nghĩa. Quá nghĩa là đi qua. Đường là cái nhà. Cái nhà để ăn cơm á gọi là quá đường. Thí dụ như tới giờ mình ăn cơm cái thôi đi quá đường, tức là đi tới cái chỗ để ăn cơm. Mà chữ quá nó còn có cái nghĩa thứ hai là gì? Là lỗi lầm. Thí dụ mình nói cải quá tự tân á. Cải quá tức là hối lỗi, ăn năn cái lỗi mình. Tự tân là tự làm mình mới lên. Vậy thì cái chữ quá nghĩa thứ hai là gì? Ăn mà không khéo là phạm lỗi. Cho nên chữ quá đường nó hai nghĩa. Một là đi tới cái chỗ ăn, mà chữ quá nó còn có cái nghĩa là lỗi. Anh ăn mà anh không biết trân quý cái công khó của người, mà anh khen chê, anh phung phí thì không được. Ví dụ mình đi tiệm mình ăn buffet, mặc dù mình trả tiền đó, nhưng mà cái vấn đề không phải là mình trả tiền. Thì mình ăn là phải trả tiền là đương nhiên thôi. Nhưng mà mình vô mình được ăn một cái bữa ăn gọi là muốn ăn bao nhiêu ăn. Người ta gọi là ăn bao bụng. Thì đã là ăn bao nhiêu ăn thì ăn có 100 dĩa người ta cũng không nói. Tại sao anh phải múc cho dư thật là nhiều, để rồi anh ăn không hết rồi anh bỏ. Thì chừng đó người ta lại không chấp nhận anh là người ăn bao bụng, mà người ta nghĩ là anh là người phung phí. Này, lỗi ngay chỗ đó. Cho nên không khéo là quá. Cho nên cái chữ trong chùa dùng là vậy đó. Quá đường là ăn cơm, là cái buổi cơm mà ngồi để mà biết bao nhiêu công khó của người. Thưa đại chúng, Pháp Hòa ví dụ như quý vị đến chùa buổi sáng, quý vị tụng kinh, quý vị bước xuống, quý vị ngồi là có cái tấm tọa cụ, có cái hết rồi. Nhưng mà quý vị đâu có biết rằng trước đó một tiếng đồng hồ là đã có người đến đây để mà sắp xếp một cách rất là ngăn nắp. Rồi mình cầm một dĩa cơm mình ăn, trong đó có ba món mì xào, gỏi rồi gì đó. Nhưng mà mình biết rằng đâu phải tự nhiên có mì cái xào đâu. Rồi muốn xào mì cho ngon phải làm sao, muốn làm gỏi cho ngon phải làm gì. Một người một đêm trước người ta đã để công ra người ta làm. Và mình chỉ có ăn thôi. Mà thí dụ như mình lỡ mà dở một chút, dở đây là không hợp khẩu mình thôi chứ chưa chắc nó dở à. Vì nó không hợp cái khẩu mình là mình đặt nó dở chứ không phải nó dở. Cũng như trên đời không có cái gì nó xấu, tại mình không hợp mắt mình nói nó xấu à. Mà khi hợp con mắt mình rồi là mình nói nó đẹp. Vậy thì cái bản chất của sự việc, của món ăn nó không hề ngon, dở, hay là nói cách khác là nó đã ngon và nó đẹp. Nếu mình nghĩ positive, cái gì nó cũng đẹp hết á. Nhưng mà tại cái nhìn của mình, mình bị lôi cuốn theo cái nhìn nào đó, cái góc cạnh nào đó của mình, thì mình cho nó không đẹp. Vì vậy cho nên đó, chiến tranh nó thường xảy ra ở những cái chuyện như vậy. Và cái lỗi của mình nó thường xảy ra ở những cái nhìn thấy như vậy. Có nhiều khi mình chỉ thấy cái việc đó thôi, chưa gì hết là mình đã la làng lên rồi. Mà mình không hề biết nguyên do, lý do, tại sao, vân vân. Cho nên rồi cái người trí lên trên lầu, nhìn trên lầu cao, thấy kẻ dại đi dưới mặt đất. Ngài Địa Tạng, trong kinh Địa Tạng có kể người kia đi lạc vào trong đường. Bậc thiện tri thức dẫn tay dắt ra, hỏi anh có đạo lực gì mà đi vào đây. Bây giờ tôi dẫn anh ra rồi anh nhớ đừng có đi vào con đường hiểm này nữa nghe. Và phải nhớ bảo cho mọi người khác biết. Cho nên người mà dẹp được cái gì đó thì mình nhẹ được cái đó. Bây giờ nói đơn giản thôi, đâu cần nói chi mà tu quán đến như ngày Ca Diếp đâu. Nó ngay cái bản thân mình. Hồi xưa mình chưa đi chùa bao nhiêu, mình chưa có hiểu đạo bao nhiêu, tâm mình dễ giận, dễ chấp lắm. Nhưng mà bây giờ mình biết rồi, đi chùa nhiều hiểu rồi. Thậm chí khỏi cần đi chùa luôn, cuộc đời này đá dập mình riết, nhồi mình riết, tự nhiên giờ mình cũng biết rồi. Đi tới đâu mình phải tùy duyên, tùy cảnh, tùy thời mà sống.
ở bầu thì tròn, ở ống thì dài. Cho nên á, người ta tại sao trong chùa mỗi lần làm lễ hay cầm ly nước lên làm phép, mà trong cái lời, mà trong cái, trong một cái, một trong những cái bài, nó có mấy cái bài để mà sái tịnh đó. Cái bài quý vị thường nghe là phù thử thủy giả đó. Nó có một cái bài nữa là nước này ở trong cái ly này vuông hay tròn là tùy theo cái đồ đựng, phải không? Ví dụ bây giờ cái ly này tròn thì mình đổ nước vô đây thì mình nhìn nước nó làm sao? Nó tròn. Nhưng mà nếu mà mình đổ nó ra cái mâm này thì nước nó sẽ làm sao? Nó vuông. Vậy thì vuông hay tròn là tùy theo cái đồ đựng, nhưng mà bản chất nước nó vẫn không đổi thay, có phải vậy không? Nó chỉ đi, nó là nước thôi. Hãy cái đồ đựng nó là tròn thì nó sẽ tròn, mà đồ đựng nó là vuông. Đồng thời, nếu mà cái giọt nước này mà pha làm mực, mà ông vua mà ông lấy cái mực đó ông đóng xuống á, thì người, mọi người sẽ trở thành ơn mưa móc. Chờ cái câu đó nè, dưới ngòi bút của quân vương sẽ trở thành ơn mưa móc. Cũng là giọt nước đó thôi, nhưng mà hãy tùy theo mình làm. Đây là cũng nước đây, mà nếu chúng ta pha cà phê thì nó sẽ ra cà phê, mà nó pha trà nó ra pha trà, mà chúng ta pha, lấy bùn chúng ta trộn vô thì nó sẽ thành nước bùn. Thì tùy theo cái cách của chúng, tùy theo cái sự, cái tâm niệm của chúng ta. Ở đây muốn nói cái gì? Khi mà cái vị thầy cầm cái bông đó mà rải lên, mọi sự đang là một cái, đang theo cái ý niệm là chưa có được sạch. Bây giờ tôi lấy cái bông này, cái lá này, tôi nhúng vào trong nước này, tôi rảy lên đây, làm cho mọi thứ này sẽ trở nên thanh tịnh, vì cái nước này nó luôn sức từ cái tâm thanh tịnh. Cho nên cái vị mà người ta làm, ta làm phép quán vô cái ly nước đó đó, khi mà người ta rảy cái nước đó là cái tâm họ phải phóng theo cái ly nước đó. Thì trong cái câu biến sái tam thiên mà, thì mình rải như thế nào mà giọt nước của mình đi tới 3000 thế giới. Sở dĩ được như vậy là do cái tâm của mình. Đó là cái câu kinh Pháp Cú mà Đức Phật nói khi mà Ngài Ca Diếp thiền định. Ngài thấy tất cả mọi người, có những người sống mỗi người mỗi kiểu mỗi cách, thì Đức Phật xác định cho cái đó: người trí dẹp phóng dật, với hạnh không phóng dật, leo lầu cao trí tuệ. Đời sống của chúng ta mỗi ngày chúng ta phải tập việc gì nó đến, khoan vội vã, kết án, chụp mũ. Mà chúng ta phải làm gì? Phải tư duy, phải quán chiếu sự việc để chúng ta không bị hớ và chúng ta không có bị lỗi. Người trí giải phóng vật, với hạnh cao trí tuệ, với hạnh không phóng vật, leo lầu cao trí tuệ, không sầu nhìn khổ sầu. Hồi xưa tôi cũng khổ giống anh, nhưng mà nhờ tôi hiểu biết, cho nên nhờ tôi nghe pháp, tôi tu tập, giờ tôi cũng bớt rồi, là tôi hết rồi. Cho nên tôi nhìn lại tôi thấy thương. Cũng giống như mà các bà mẹ nào mà đã từng sinh con, biết được cái đau đớn khi sinh con và hiểu được cái cách nuôi dưỡng con, thì thấy mấy đứa nhỏ nó mới có con thường thường hay tới nhắc nhở dạy nó cái cách để làm sao, tại nó trẻ quá nó không biết. Mà nhất là mấy đứa nhỏ ở đây nó nuôi con theo kiểu của nó, còn mình thì cái kiểu của mình, cho nên mình nghĩ rằng cái kiểu của mình là bảo đảm. Nghèo nhưng mà hồi đó Việt Nam mình nghèo, nhưng mà cái cách của mình bảo đảm về già không có bệnh. Mà mấy đứa nó đây giờ nó dễ quá, cho nên lớn tuổi một chút hay là chưa già nó đã bệnh, thí dụ vậy đấy. Cho nên không nhìn, không sầu nhìn khổ sầu.